nay để tương lai hát hả bà? Trời ơi, nó hát hay lắm ông ơi. Nó hát mà được về bắt hay chỉ vàng cho nó chắc độ hát. Cố gắng nha con, cố gắng dạ, nha. Dạ, con cố gắng, cố gắng con diễn thật là tốt nha. Anh Phước ơi, anh Phước ơi. Trời ơi, vụ gì, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Phước ơi, anh cứu giùm em đợt này nó chỉ có anh mới cứu em thôi. Cứu sao, nói. Trời ơi, anh à, anh sợ đi, anh sợ đi. Chà, ủa sao nay mặc gì mà lạ vậy? Em nói anh nghe. Nói. Em ao ước lâu lắm rồi. Ờ. Em được diễn vai Lưu Bình. Lưu Bình? Đúng rồi. Mày được diễn vai Lưu Bình? Đúng rồi. Chúc mừng mày. Mày xạo. Mày xạo. Mày xạo. Mày nghĩ sao à? Kép tránh có đó rồi. Mày đóng Lưu Bình. Nói chuyện. Em kể cho anh nghe. Cái ông kép tránh của đoàn mình á, tới giờ diễn rồi mà bị kẹt phà ở bên bển kìa. Mà không có qua kịp đâu. Cái bà trưởng đoàn á, bà cho em diễn vai Lưu Bình đêm nay nè. Ờ chị mừng. Nói gì nữa? Sao nhờ cứu giúp gì đây? Mà anh ơi, em không có biết hát. Hả? Anh biết hát. Ờ, rồi sao? Anh giúp em nha. Giúp làm sao? Bây giờ á, anh ở bên trong, anh đánh đàn. Ờ. Anh hát. Ờ. Em ở ngoài, em nhếch miệng. Nha. Giỡn mặt hả? Giúp em đợt này đi anh Phước ơi, anh làm giúp Phước cái gì? Giúp nói em nghe nè. Hát nhép á, đứng lên sân khấu mà hát nhép là không có tôn trọng khán giả. Làm gì nặng lắm à. Thôi bây giờ ráng giúp em lần này thôi. Một lần này, một lần đầu cũng như lần cuối thôi. Nhanh, nhanh. Ờ. Hát đi, sao lâu quá đó vậy trời. Hát đi, hát đi. Khán giả tới rồi kìa anh ơi. Trời lâu quá. Mày phóng lên sân khấu đi. Phóng lên nha. Phóng lên sân khấu. Ban nhạc, nổi lên. Dương Lê. Tính lại để cưới nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn khắp huyết hoàng châu thân làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân làm cho hơi thở điều hòa chân tay cử đồng cho óc biết nghĩ suy cho tim biết rung đồng để nuôi sống từ tâm thân cho đến linh hồn. Thằng dễ mà hát hay quá bạn ha. Quá. Ta có thể xem mình chiếu rất kỹ như là khi ngữ ngàn. Ta có thể đánh từ củ chuối để làm bữa cơm đạm bạc như những ngày thiếu áo thiếu cơm. Ta có thể uống nước áo tù mà ngỡ rằng rượu đào. Cái miệng nó không dính lại nhau vào bà còn xa bà không thấy bà ơi. Ôi tình bằng hữu một bát cơm thiêu một dĩa cà muối mặn trước thay đổi kinh bạc của bà ta bỗng tiếp dẫn quãng đời dĩa
Câu bậc tiện chi giao mặt cả giống và hai tâm bản già bằng hữu môn lễ nghĩa đường các hầu lớp sư giảng tạo để mã vàng tình bằng hữu tâm giao dương lệ ơi lần đầu tiên người bạn nghèo thật chí ra nước mắt tựa mưa dầm không phải gì đôi lạnh mặc dầu ta đôi lạnh mà để khóc ta khóc cho tình bằng hữu đang bị xây mồ tại cổng bằng hữu môn trước cửa dính lễ nghĩa đường mối tình này sẽ cho ta thành tình mạnh dùng như bác có cái chén hả? Trời ơi cái chén mày cầm trên tay đó mày đập đi. Cái chén đập uổng quá để về nhà ăn. Trời ơi đập chùm cái đi. Đập hả? Đập cái chén. Đập. Bằng hữu môn lễ nghĩa đường ta vẫn biết. Trời ơi, chết rồi. Anh Phước ơi, cái gì? Phát hiện em để gì? Trời ơi, anh Phước. Thôi giờ anh Phước ở lại đây nha. Mày trốn trước nha. Mày bỏ trước nha. Bỏ đâu nhớ. Nhớ đây trước. Chúng ta vừa thưởng thức phần hóa thân của Nguyễn Phước khi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và phần trợ diễn của diễn viên Huỳnh Nhật. Nhật ơi, em là diễn viên cải lương luôn hay sao em? Dạ, em hát nhạc trẻ nhưng mà em yêu thích Hồ Quảng. À, nhưng mà tiếc quá bữa nay là đạo diễn dàn dựng cho mình nói vài câu thôi, còn lại là đứng nhép miệng không vậy đó. Dạ, không sao, lên sân khấu là em vui à. À, nhưng mà đây là một cái phần xử lý và dàn dựng rất thông minh từ đạo diễn và cảm ơn Huỳnh Nhật đã hỗ trợ cho Nguyễn Phước trong tiết mục này nha. Một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Nhật, cảm ơn em. Bây giờ thì mình ở đây và mình lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Bữa nay Phước phải công nhận là Phước ca giống anh Nam Thanh Tuấn dữ lắm. Giọng ca thì em vẫn giữ phong độ như ngày nào, tới bây giờ thì vẫn tốt. Ban giám khảo chắc cũng đang ngồi chờ, nếu như bạn ấy vào vòng trong thì sẽ có cái gì để coi nơi bạn Phước. Còn bây giờ thì bạn ấy chỉ thể hiện qua cái giọng ca của mình thôi, chứ không thể hiện được cái hình thể cũng như là cái diễn của chú Nam Thanh Tuấn được. Dạ. Nếu Phước mà có vào vòng trong ngồi ca hay là đứng ca không thể di chuyển nhiều thì trong cái ca của Phước á, Phước phải thể hiện là Phước đang diễn xuất chứ không phải là ca tài tử nữa nha. Dạ dạ. Đó, cái đó mới là ăn tiền đó, để cho người ta nhắm mắt lại người ta nghe, không phải là em đang ngồi ca tài tử hay là đang đứng ca mà là em đang diễn trên sân khấu thì cần có phải có cái hồn sâu nè, phải có cái lực diễn xuất ở trong cái bài hát luôn. Hai cưng ha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thầy Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị xúc động lắm Phước ơi. Dạ. Yeah. Trong ba câu giọng cổ em đã thể hiện và cái cách xử lý ca của em phải nói rằng là em thần tượng vô cùng luôn, em mới làm được những điều đó. Mà rất tiếc rằng là hôm nay cái diễn thì lại không có được giống như là anh Nam Thanh Tuấn. Giọng ca là em đã giống rồi, còn bây giờ tới phần đi đứng để diễn xuất nữa. Hôm nay em đã rất là tuyệt vời trong mấy câu giọng cổ mà em ca trong cái vai Lưu Bình, giống lắm. Dạ. Yeah. Cảm ơn yeah, em nhiều yeah, lắm. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi nghĩ rằng Phước đã có một cái lợi thế là cái dòng âm của Phước á, khi mà nói cũng đã giống Thanh Tuấn rồi, chứ đừng nói chi ca. Anh Thanh Tuấn mỗi lần mà anh phát biểu rồi, theo anh thì năm á thì năm rất là có ý nghĩa với em đó, em hãy cố gắng lên được chút xíu nữa nha. À, thì cái hơi này nó đã có chắc là từ ở trong cái ruột rồi. Thành nữa là khi mà cất lên giọng ca là đã bắt ngay là tiếng của anh Nam Thanh Tuấn rồi. Nhưng mà tôi tiếc một điều là phải chi mà cái bài này mà ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng thì nó sẽ hay hơn. Ấn tượng của Thanh Tuấn á
là Quán Ngắm Đầu Làng chứ không phải bài này. Bới Dương Lễ đó phải không? Bới Dương Lễ năm xưa, năm xưa. Còn là Quýnh Là Đệ đó. Nhưng mà chị nghe trong cái độ trầm này nó cũng giống lắm đó Lâm không, ơi. Ý em nói là nó giống. Ừ. Có nghĩa là em đã nói không đã giống rồi chứ đừng nói chi ca. Nhưng mà nếu mà để bà để ca cái bài Quán Ngắm Đầu Làng đó đó thì tuyệt vời luôn. Ấn tượng hơn. Phước lại có lợi thế hơn các bạn khác á, là Phước biết đờn. Đang được. Vì vậy là cái nhịp của Phước vô cùng thoải mái, nhưng cái nhịp đó chỉ là nhịp ca của đờn ca tài tử mà thôi. Nó chưa phải là cái nhịp của một nghệ sĩ thể hiện vai diễn. Dạ. Kim Tử Long không biết là sau chương trình này nếu như Phước vào trong nữa thì anh Hữu Quốc sẽ làm cái gì cho Phước đây? Vì Phước không có diễn xuất được thì không lẽ là vào vòng trong lại ngồi đó đờn rồi ca sao? Cái này góp ý thôi. Nếu như Phước được vào vòng trong thì đề nghị Tô Thiên Kiều viết riêng một kịch bản cho Phước. Tôi Nguyễn Phước đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng bằng cả một trái tim của tôi dành cho thần tượng tôi là nghệ sĩ Thanh Tuấn. Có một kịch bản ngắn thôi, đó nó sẽ đẩy Phước lên trong cái tập tới. Còn nếu như cứ ngồi đó mà đờn, cứ ngồi đó mà ca như vậy thì Long nghĩ rằng nó làm khó cho đạo diễn Hữu Quốc. Dạ, nếu như chúng ta thấy rằng là anh Hữu Quốc thông minh khi mà đã dàn dựng tiết mục này cho bạn Phước ở vòng này thì biết đâu ở vòng sau sẽ còn những cái điều hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Dạ. Tôi sẽ cho một vé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều và một tràng vỗ tay dành cho Nguyễn Phước. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trích đoạn trong vở cải lương Máu Nhuộm Sân Chùa của soạn giả Yên Lan, hay còn có một cái tên gọi khác là Pháo Hồng Tiễn Bước Em, với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang. Người ta là nghệ sĩ giang hồ tiếng cò cầu xưng, còn mình là nông dân nghèo tư cô vô thân. Như lúc mình là bằng mình đồi trôi theo sông nước xa xôi, thương lúa về làm vui, nằm ngoài đây mùa khô, nhớ chuyện xưa nhớ bạn hiền, bèn trở lại đồn điền mới hay chân bò bằng tinh. Hai lần vượt ngục tưởng không có được ngày về, năm kia vừa bước xuống bè bị bắt lại ngoài khơi, bốn năm chưa mang hàng án tù chồng nặng gấp trời ơi, nó đã bắt má nhà anh làm gì hết, ta không thể tận dụng đường được hết, ta phải tận giết nó. Không được, anh thua. Không được, anh thua. Không được. Trời ơi, không lẽ mày ngồi đây khóc lấy nước mắt, đưa tù cho má cháu điên tao máu hận trào sôi tới cô. Tao không thể ngồi yên bó gối quanh tay dập đợt kêu trời thẳng khổ, mà tao phải xách bát được theo tờ ngõ lô. Kẻ lũ vô nhân nó chẳng xuất thương, kẻ đuổi tối nghèo nàn, thằng quân quản bốn nạn, thằng hội đồng dư tàn ác, ngày trong nay chúng mày không thốt dưới tay tao, anh thương tao ra mang trong tay tao đang rung rung đồi máu, và toàn thân tao đang bừng bừng đứng. Anh Thừa, anh nghe tôi nói nè anh Thừa, thù cha mẹ
con nào không ấm ức. Tai họa của Lài bức bức xót xa, nhưng hành động như thế nào ta phải bình tĩnh mà liệu toan ăn thừa à. Trời ơi, trời ơi, mày bảo tầm bình tĩnh liệu toan à. Đợi mày về đây là cùng chen vai nhau tay chèo tay chân. Mẹ bị hạnh phúc tham thiết còn chờ làm chi nữa, mà tổng thi thân đối mạng bao thân. Mày không đi, mày không đi, mày đánh tao đi. Anh thừa, không được, anh thừa. Mày sợ cảnh tù đài hay là mày sợ chết? Tôi không hề sợ chết, nhưng ngay bây giờ ta cần phải giữ mạng sống. Sống nhục nhằn và hèn nhát của mày, của mày. Anh thừa à, trước đây tôi đâm hội đồng như một nhát dao, là tôi đã phạm một sai lầm đáng tiếc. 4 năm gần gũi bậc đàn anh tôi đã nhận ra, tránh voi chặn xấu mặt đào, thừa thế quần khởi đấu tranh có phải đâu là hèn nhát. Anh có giết hết cả bọn tay sai tàn ác, cũng không giải thoát giống nồi thoát cảnh bức lầm than. Anh đừng manh động làm điều tai biến, làm bể bạc nát tan cơ sở của địa phương mình. Lời mẹ khuyên thật là chí lý, tao đã yên lòng nhịn nhục đợi thời cơ. Và xác thân này sẵn sàng lao vào lửa đó, và hai cánh tay này sẽ dùng lên đập tan xì xích gông cùm. Anh thừa, thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn trong vở Tiếng Hò Sông Hậu với thí sinh Thái Điền khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu với vai diễn là anh Thừa trong vở Tiếng Hò Sông Hậu cùng với phần trợ diễn của anh Thành Đông. Dạ anh Đông ơi, khi anh tập cùng với Thái Điền trong cái trích đoạn này nó có khó khăn gì không anh? Khó, khó. Dạ. Bị cái hơi của Thái Điền quá trời quá đất đi, anh theo cũng chết luôn rồi đó. Mà anh nghe anh có thấy giống nghệ sĩ Giang Châu mà? Giống, phải nói là từ xưa giờ nghe anh Giang Châu rất nhiều, cũng có gặp Thái Điền một hai lần, nhưng mà hôm nay thật sự mà bước vào cái trợ diễn cho bạn thì cái cảm nhận của anh là bạn ấy hát rất nhiều chữ giống anh Giang Châu. Dạ cảm ơn anh Thành Đông rất là nhiều, và một tràng pháo tay dành cho phần trợ diễn vừa rồi của anh Đông. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình ở đây mình nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trước tiên thì chị cảm ơn Đông rất là nhiều, một người bạn diễn cùng với Thái Điền. Nhưng mà hôm nay rằng là khi vào bước bên trong này thì chị phải nói khen Thái Điền. Em cũng ráng cố gắng hết sức mình để ca những cái xử lý giống anh Giang Châu. Xử lý về nhạc, về nhịp và cái cách mà để vừa nói vừa ca, vừa nói vừa ca. Và cái những cái đoạn ngưng để em ca tiếp, để em dứt cái câu giọng cổ. Em xử lý rất là giống, khéo lắm. Em đã thể hiện được một cái vai gọi là cũng nhìn lên là nhớ cái hình ảnh của anh Giang Châu. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều. Cố gắng lên nữa nha em nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Thằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với Long thì cái vai này tôi đã thích từ hồi lúc mà tôi còn nhỏ xíu á. Anh Giang Châu anh đóng như này quá trời hay luôn. Đúng là vai này chỉ Donny đóng dài cho anh Giang Châu mà thôi. Còn đối với Thái Điền thì giọng hát thì Kim Tử Long không có phê bình nhiều, vì để mà có được một cái chất giọng như anh Giang Châu rất khó luôn. Như từ đầu Long đã nói, ít có ai mà có cái giọng giống Giang Châu lắm. Hôm nay là Thái Điền đã làm được là giống gần 80% rồi. Nhưng lý do tại sao mà không giống đến 90 hoặc là hơn đó, lý do tại sao Thái Điền biết không? Mình đã có chất giọng rồi,
Vì cái vai này á, nó thể hiện không phải là qua cái giọng hát nữa, mà nó thể hiện qua thần thái của cái vở này. Giống như cái câu giọng cổ mới vào đó, anh Danh Châu khi mà ảnh Tuấn Thanh nắm cái tay ảnh giật lên, anh Thưa, thì là ảnh vui một câu giọng cổ nó sốc liền. Cái người nghe tự nhiên nghe đó, nó rỡn gốc lên. Còn mình bị chậm một nhịp. Đó là một cái là nó không có thể hiện được cái nóng của cái vai diễn là một. Cái thứ hai nữa, cái câu cuối đó, lời mày khuyên ta thằng là chi lý ta đã yên lòng nhẫn nhục đợi thời cơ đó, thì nghe kỹ anh Giang cho anh hát đi, anh không có rải nhịp điều như Thái Điền. Còn về cái hình thái của Thái Điền đó, nó giống Giang Châu lắm, nó cũng mập mập, nó cũng phệ phệ vậy đó. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều nha. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ ạ. Anh Điền ơi, cho Thoại Mỹ hỏi là trước giờ anh Điền là đi ca kiểu như tiệc thôi, hay là có đứng trên sân khấu thể hiện một nhân vật nào chưa? Chưa hả? Đây là lần đầu á hả? Lần đầu. Nếu mà là lần đầu thì Thoại Mỹ khen anh, còn nếu mà đã biểu diễn nhiều nhân vật rồi thì Thoại Mỹ sẽ bắt lỗi á ha. À, Mỹ mường tượng là lúc cái thời mà chú Giang Châu hát cái vai này á, thì cái chất giọng của anh đúng vào cái thời điểm đó của chú Giang Châu đó. Đó, tuy nhiên cái câu giọng cổ này á, của chú Giang Châu đã đi sâu vào lòng người lắm rồi. Cho nên hồi nãy anh ca đó thì anh thiếu một chữ nha. Anh thiếu một chữ khi gần xuống giọng cổ. Mà nếu mà thiếu một chữ đó thì anh lưu ý nó sẽ mất nghĩa. Có thể là anh tới lúc đó anh sợ đuối hơi rồi phải không? Cho nên anh bỏ chữ. Nhưng mà anh bỏ chữ rồi Thoại Mỹ thấy là nó không có nghĩa. Thoại Mỹ góp ý cho anh Điền thôi. Để có được vào vòng sau á thì anh phải lưu ý, cần phải lưu ý những cái điểm đặc biệt nhất của chú Giang Châu để mà mình lấy đó. Còn hình thể của anh thì như anh Long nói là anh giống rồi đó, nhưng mà còn thiếu cái thần thái đó, nó không phải là dễ có. Mà một người mới lần đầu tiên vào nhân vật thì Thoại Mỹ khen anh, cho nên là cộng điểm cho anh chứ không có trừ điểm anh. Yeah. Nha. Và những cái góp ý của anh là mong rằng là đi vào vòng sau thì anh Điền sẽ rút kinh nghiệm, thì mình sẽ được tỏa sáng nhiều hơn ha. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. Và hy vọng rằng anh sẽ ghi nhớ những lời nhận xét của ban giám khảo, để nếu như mình có cơ hội vào vòng trong thì mình sẽ làm tốt hơn với hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu anh nha. Cảm ơn anh. Sương bay bay sẽ nhạt nhòa không gian, dòng sông dài mênh mang, nơi con thôn thấp thoáng sương chiều cho hoa lá tiêu điều, mái tranh nghèo còn vương khói lan, hoàng hôn mà bóng hình người nơi chốn xa, sao mãi theo vẫn vương hồn ta. Trời ơi, đôi chiếu Cà Mau vẫn vàng nguyên tươi thông như mối tình đầu thơ mộng. Sao thân xác của em đã vùi chôn dưới đất lạnh quang tàn, nước mắt từ đâu ràn rụa chảy đôi hàng, hình ảnh năm xưa với làng mối tươi thắm, chiếc áo bông hường gió lòng giữa chiều xuân. Tôi quay về trong giấc ngủ cô đơn, lòng thấp thầm những mong được ngày tới ngon, nhưng mong ước đã hai lần tan vỡ, em đã ra đi ở giữa đổ xuân thầm. Thank you.
buồn nơi Phật tử đêm ngân nghe. Sương buông lạnh trên đầu cây ngọn cò. Tôi thì lần gặp gỡ với chút tình tri ngộ, một mối duyên hờ xin gửi lại cố nhân. Lần trước đến em thì lỡ chuyến sang ngang, sau ngày trở lại em đã lìa cõi thế. Tôi thiếu tình chung sinh đắp lên nắng mồ, để kẻ ra đi được ấp ủ linh hồn. Em ơi tôi với em dù chưa biết tuổi quen tên, nhưng hình ảnh đó tôi cứ mãi tôn thờ trong tâm tường. Đôi chiếu chung tình xanh lắm bộ người yêu. Cảm ơn Văn Toàn. Các vị trong ban giám khảo thấy phần thi của Văn Toàn hôm nay như thế nào ạ? Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ. Trong cái bài ca này của em thi á, thì chị Mỹ không thấy của anh Trọng Phúc ở trong đây miếng nào hết trơn rồi á. Chị Mỹ nói vậy em có buồn không? Dạ không. Em từ xưa giờ chưa có ai góp ý em ạ. Bây giờ là chắc có lẽ là em yêu thích cái lương phải không? Rồi yêu thích thần tượng của mình đúng không? Cho nên em mới đến với cái chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Em thì có chất giọng nó cũng dễ thương, cũng ấm áp, cũng ngọt đó. Cố gắng học thêm chút nữa cho cái của mình, có cái hay riêng của mình. Rồi lúc đó mình có kinh nghiệm thì mình sẽ học thêm, để thần tượng thêm cái người mà mình yêu thích, thì mình học thì nó sẽ dễ hơn ha. Bây giờ thì em giống như tờ giấy trắng vậy, rất là khó cho em. Dạ, dạ cảm ơn giám khảo Thời Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị thay mặt cho anh Trọng Phúc cảm ơn em đã thần tượng anh Trọng Phúc rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Khi xem lại, rồi gia đình xem lại, em cảm thấy như thế nào? Dạ, sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng mà cái quá trình để mà mình trao luyện, mình trao dồi hơn nữa thì nó sẽ còn dài lắm. Nếu như cái niềm đam mê của em vẫn còn mang mãi trong trái tim em, thì chị hy vọng rằng là em sẽ cố gắng để học hỏi nhiều hơn nữa. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ làm cái công việc giống như mà mình đam mê, mình yêu thích này hay không? Mình sẽ là một nghệ sĩ không? Dạ, cũng thích. Cũng thích. Em cũng đi sao em nằm ngủ em thấy em đi đứng sân khấu em hát. Rồi sau khi mà em đứng trên sân khấu này rồi, em có muốn rằng là mình sẽ tiếp tục để làm nghệ sĩ nữa không? Dạ, nếu vậy em phải nhờ chị Hai Thanh Hằng dìu dắt em. Nếu như em không ngại, em có thể ghé anh. Anh không dám hứa, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh chỉ nhịp nhàng em, chỉ cách ca em, để em có thể em tiếp tục đến với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Mà thần tượng của em không phải là Trọng Phúc, vì em không thể nào em ca được như Trọng Phúc. Mà có thể em về đi, em nghe băng, nghe đĩa của Út Hiền, giọng em có thể bắt chước được anh Út Hiền. Nhưng mà em bắt chước giọng của anh Trọng Phúc không được. Giọng anh Trọng Phúc là một giọng gió ấp o, và nó có trầm thì nó cũng trầm dễ sợ. À, cái giọng đó là cái giọng trời cho rồi, mình không có bắt chước được. Nhưng cái âm của em á, là cái âm của Út Hiền, em có thể em theo cái âm đó là em sẽ hát được. Và anh hứa là nếu như em shipper tới nhà anh nhiều ha, thì anh sẽ dành một chút thời giờ để anh chỉ em cách ca, cách nhịp của em, để là em sẽ tham gia chương trình Nghệ sĩ thần tượng với một cái diện mạo khác. Còn hôm nay với cái bài Tình Anh Bán Chiếu này á, thì em ca tròn thôi, chứ còn nét giống Trọng Phúc thì chưa có một cái nét nào giống hết trơn. Dạ, em cảm ơn anh lâu. Gương mặt của em cũng giống Út Hiền hồi trẻ nữa. Anh chúc em sau cái chương trình này rồi á, thì em về em sẽ có một cái niềm tin, một cái đam mê cháy bỏng nữa, để em có thể là em học tiếp tục nhịp nhàng nè, cách ca nè, để sau này một năm nữa em sẽ thực thụ là một nghệ sĩ cải lương. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Tối nay có đi shipper ở đâu không? Dạ không. Tưởng có ghé Bình Chánh gặp anh. Ừ, thôi về đi. Dạ thưa quý vị, như vậy là các thí sinh của chúng ta đã thể hiện phần thi đơn ca của mình rất trọn vẹn. Ban giám khảo cũng đã có sự lựa chọn của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại các thí sinh nha. Xin mời các bạn.
trăng nước đêm mùa xuân, ánh trăng bỗng nhiên dịu kỳ như sáng soi tâm hồn người nữ khách tha hương. Lắng nghe réo vang tiếng đàn lục quyền cầm ngân nga từ xa. Véo vào tâm hồn muôn ngàn nỗi nhớ, mỗi khi xuân về đàn reo chỉ cung tương tư để chẳng ngấn ngơ chẳng cười và tiếng cười nở trên quanh môi những gian tấm trong chẳng ngàn thành muôn vàng tiếng ca tràn lan. Đàn reo chỉ cúc yêu đương, lứa đôi tư tình bên nhau. Cũng đàn xóa niềm thương đau cho thấm thương ngày xuân. Cũng nhớ cũng thơ hôi tiếng đàn cứ rung rung nềm xúc cảm. Ta đứng nơi đây giữa mùa xuân hạnh phúc mà lắng động tình xuân bằng muôn tiếng tơ đồng. Nhẹ nhẹ nàng xuân lan lỗi vào lòng, hồn lữ khách chợt nghe tình lặng, nếm môi mềm là mật ngọt của tình xuân. Chân nào sao xuyên bấn khuân, sợ ấm ta làm bức tranh hồng dở dùng. Nụ tầm xuân căng tràn bao nhờ sống, chờ đợi bàn tay về vuốt cánh xuân nồng. Trần gian tuyệt vời xuân ơi, sai điệu nhịp nhè xin hãy cùng say mùa vui trăng vàng trăng thật dịu dàng. Ta ngất cây say trong chén miệng cây sâu ngọt ngào thấy từng lời mật âm này mắt này môi này mùa xuân tươi thấm quyện vào tim là vang tình. Mùa xuân hay là em đang kề cận bên mình, ta nâng phím lục quyền cầm trôi điều em dịu dàng vũ khúc tiếng. Ta đang trần gian hay lạc chốn cung tiên, hồn lãng đãng bên dần trắng mùa xuân ơi, hãy gần bên ta mãi cho niềm vui bất tận đến muôn đời. Đùa vui kia muôn chim hót, dân đời liêu lo dân dân đâu đây lời ca thiết tha tình xuân. Gió mang thư về bên em đang xuân thao thức, ngỡ như hương tình trong lòng
siêu sắc những cung vui, có những điều nghe ấp mãi trong tim, và mùa xuân hoa lá lại thành thì nghe tiếng lòng trao gửi đến người thương, ước hẹn xuân về mình bên duyên ta. Cầm reo rắc hương sắc mùa xuân đang bừng sức sống, tay nắm bàn tay mắt nhìn bỡ ngỡ rạng rỡ niềm vui mong tròn ước nguyện của những ngày thơ đôi lứa đã trao tình. Đi bên nhau trong sắc nắng thanh bình, anh ơi có nghe tiếng đàn ai siêu sắc cung bực bông trầm như khúc nhạc nông ta. Xa xa cánh đồng xanh mướt bao la, từng đàn én đuổi nhau trên bầu trời sông. Én chờ mùa xuân én ca bài dòng, như đôi ta về bên mộng ân tình. Mùa xuân về chơi đất trời, lục quyền reo sắc muôn lời yêu thương. Ta quên thế sự vô thường, bên đàn xuân mong nghe thương ta mơ. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Xuân Về Lục Cầm Réo của tác giả Tô Thiên Kiều với phần thể hiện của 4 thí sinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời các vị giám khảo chúng ta đoán thử xem các bạn ở đây đang thể hiện hình tượng của người nghệ sĩ nào ạ? Cái người nào mà khi mà có một cái sự thần tượng mà cực kỳ thần tượng á thì nói ca lên là nghe biết là thần tượng ai liền rồi. Dạ vậy chị Hằng đoán thử xem là ai ạ? Hằng Ni thì ca rất là giống Phượng Hằng. Đúng không nghe bà con? Thanh Phường và Văn Toàn thì chị lắng tai nghe là coi như là Thanh Phường là có cái nét, cái giọng nhẹ nhẹ mỏng mỏng, cái thoáng thoáng hơi gió, và cái ngân 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 á thì giống Trọng Phúc. Đúng không Phường? Em thần tượng anh Trọng Phúc phải không? Còn Văn Toàn thì em để ra riêng một bên đi. Bình An. Trời ơi, ca cái lực giống cô Diệu Hiền quá chừng lúa đất luôn, phải không vậy? Phải tần tượng cô Diệu Hiền không? Đúng không? Nhưng mà có một cái là Văn Toàn ơi, chị nghe mà chị không đoán được là coi như em thần tượng ai. Dễ nghe quá mà chị. Chị nghe không được. Trời ơi, em nghe cái là biết Trọng Phúc liền. Hai sao? Bạn đều là Trọng Phúc hết. Chị nghe không giống Trọng Phúc. Giống Trọng Phúc. Em có phải em hóa thân anh Trọng Phúc không? Dạ, em hóa thân anh Trọng Phúc. Thấy chưa? Em nhận ra Trọng Phúc liền mà. Em bộ chị cãi vậy thôi, chị biết là em mới là thần tượng anh Trọng Phúc chứ bộ à. Để cho mọi người. Dạ. Vỗ tay lớn lên cho em. Sau khi người ta xác nhận rồi chị Hằng mới nói chị Hằng giả bộ. Không có, dính gì vậy mà chị mới là vừa nói Văn Toàn và Thanh Phường. Thấy không, chị nói hai em phải không, nhưng mà chị nói Phường trước, nhưng mà Toàn chị để riêng đó sau để cho có một cái sự thắc mắc của ban giám khảo và thắc mắc của khán giả. Dạ em cảm ơn chị. Phải để gì chứ. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Dạ dạ, còn với anh Kim Tử Long thì sao ạ? Cái cô bạc áo hồng á thì là cổ ca giống Phượng Hằng. Cái cô bằng áo dài cũng hồng mà hồng cũng đào. Hồng đào á thì ca theo phong cách của cô Dự Hiền. Còn hai bạn kia là có luyến lái theo anh Trọng Phúc, nhưng mà âm á thì không có giống Trọng Phúc. Nếu mà ai mà đã từng nghe Trọng Phúc hát rồi, đã khán giả mà nghe Trọng Phúc hát thì âm của Trọng Phúc là
âm ca ốc o, có nghĩa là ca trên nóc, trên nóc ốc, chứ không có ca từ lòng ngực ra xuống. Ca xé mây xé gió. Vì vậy cho nên là tụi em còn thiếu cái đó đó. Còn đối với lại bạn Bình An á, hồi nãy em có một cái đoạn mà em chồng đó, em thấy đó là em dùng hết lực để em tống hư em ra. Còn cô Dự Hiền cổ lên, mặc dù rằng thấy là rất là cao, rất là mạnh á, nhưng mà vẫn nghe mỏng manh. Cố gắng vô trong nữa, mình sẽ tìm những cái gì mà giống nhất và ưu điểm nhất của người nghệ sĩ thần tượng mình đưa ra. Phải nói là bạn nào cũng giỏi hết nha. Kêu bằng là cân đông đo đếm cũng dữ dàng lắm mà, khó lắm mà nha cho mình. Nhưng mà anh có lời khen với bạn Phường đó nha. Em có một cái đặc điểm riêng của em á, là cái ngân của em á lạ. Trong sân khấu cải lương chưa có ai có cái giọng ngân đó của em, nên giữ cái đó. Giữ ngân đó. Nha. Nhưng giữ mà đó. Giữa hai bạn nam á thì chị Mỹ có cảm giác á là Toàn ca nhiều cái giống anh Trọng Phúc hơn. Ráng đi tới chút xíu nữa ha cưng ha, để nhặt lấy những cái gì hay nhất của anh Trọng Phúc. Mà hồi nãy chị Mỹ thấy là em xử lý có nhiều cái giống anh Trọng Phúc lắm. Còn Phường á thì cũng có giống, nhưng mà cái hơi của Phường á nó chưa tới. Ráng cố gắng. Chị Mỹ hy vọng là vào vòng sau em sẽ tỏ ra nhiều hơn. Còn bây giờ thì kềm chế một chút xíu lại để mà gạt ban giám khảo phải không? Còn Hàng Ni thì thôi, chị biết em cũng nhiều lắm rồi, nghe ca cũng nhiều lắm rồi. Thì thật sự á, cái chất ca của em, cái giọng của em cũng đã giống chị Phương Hằng rồi. Cái đó là cái lợi thế của em. Còn Bình An thì các anh chị đã góp ý với em rồi đó. Em có rất là nhiều điểm là hát giống cô Dự Hiền, nhưng phải tiết chế lại. Rồi, chị hy vọng bốn bạn vào vòng sau sẽ tỏa sáng nhiều hơn. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo ạ. Và bây giờ thì muốn rằng các bạn hãy giới thiệu về mình một chút cho quý vị khán giả có thể hiểu hơn, biết hơn về mình nha. Đầu tiên là Phường nè. Thanh Phường thì hiện tại quê của Thanh Phường là ở Kiên Giang. Công việc chính của Thanh Phường là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nhưng mà mình rất đam mê về cải lương. Nói chung là trong cuộc sống hàng ngày là phải có cải lương, nếu như không có lương thì không thể làm công việc khác được. Quá tuyệt vời. Anh kết cái câu nói đó của em đó. Đúng rồi, cuộc sống thường ngày của chúng ta không thể nào thiếu cải lương được, nếu như chúng ta đã là cái người yêu thích cải lương và gọi là sống với lại lời ca tiếng hát của cải lương thì không có ngày nào mà không hát được, không có ngày nào mà không nghe. Em có thể nhịn đói một hai ngày nhưng không, một ngày không nghe cải lương có nghĩa là mình rất là buồn. Cảm ơn em. Dạ, rất là dễ thương ha. Và anh hy vọng rằng những lời nói của em ở tại chương trình nghệ sĩ thần tượng này sẽ đem lại nhiều cái hạnh phúc hơn nè, nhiều cái kết quả tốt hơn trong cái cuộc đời mà em đang chọn, đó là đi hát giọng cổ cải lương ha. Tiếp theo xin mời Bình An giới thiệu nè. Dạ, em cũng xin giới thiệu, em tên là Châu Bình An. Em đi đến đây để phục vụ là cũng nhờ ông xã của em. Xã em là ai? Em xã em tên là Thái Điền, Trung Thái Điền. Hóa Thái Điền, Giang Châu. Giang Thái Điền. Hóa thân thành nghệ sĩ Giang Châu. Hai vợ chồng cùng tham gia một cuộc thi luôn. Nhưng mà tới khi em thi thì ông xã em có đi theo để ủng hộ tinh thần cho em không? Dạ có. Đâu? Dạ, ngồi em, dưới luôn hả? Em mời anh. Đưa kìa, đó, đưa tay kìa đó. Ngồi dưới đây. Và tiếp theo, xin mời Văn Toàn. Em đến từ Bình Chánh, công việc của em là shipper. Super hai bánh cưng vậy. Cưng quá chừng luôn. Hay quá, cái công việc đó của mình là mình đi giao hàng cho mọi người. Có bao giờ tới nơi cái chỗ đó rồi mình hát cho khách nghe luôn không em? Nhiều khi buồn quá em tự hát luôn á. Mấy anh mấy chị đi xe cùng với mình á. Giờ mình vừa chạy xe vừa ca luôn. Vừa chạy vừa hát hả? Rồi mình có tham gia ca hát ở đâu không? Dạ, nói chung là hồi nhỏ thì em cũng thích lắm, nhưng mà không có điều kiện. Chỉ nghe anh chị cô chú hát trên đài. Cho nên là mình chưa có tham gia ở đâu hết, đúng không? Dạ. Đây là cái sân chơi đầu tiên mà mình dám tham gia. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Chúc em sẽ thành công với cái sân chơi này nha. Và mời Hằng Ni nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hằng Ni. Em đến từ Bình Dương ạ. Dạ. Công việc của Hằng Ni là gì? Dạ, em là nghệ sĩ tự do. Mình đi hát được bao nhiêu năm rồi Ni? Dạ, em đi từ nhỏ rồi anh. Và lúc mình đi hát là mình cũng hát với cái giọng hát mà của nghệ sĩ Phượng Hằng như thế này. Dạ, hồi đó mẹ em đi đoàn thì mẹ có cái cassette hồi đó đó. Lúc nào em cũng nghe chị Phượng Hằng á, nghe rồi thuộc nhiều bài của chị Phượng Hằng. Và ngày hôm nay mình đến đây để mình thể hiện cái lòng yêu thích của mình với nghệ sĩ Phượng Hằng. Thân tượng. Đó là 4 thí sinh của ngày hôm nay, và dành cho họ một tràng vỗ tay nữa nha, thưa quý vị.
Và bây giờ mời các bạn vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Chúc anh đài, chúc anh đài. Duyên tình cách chia, anh đài ơi nàng, dây che bao tật lòng, bao nhớ xưa giữ luôn bên mình quyết không lìa xa. Đại em ơi, đến ngày anh ta không quên câu thề, vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đâu người yêu mà tan thương. Vân kỳ quan cũng đã vang lên rồi, lệ sầu rơi đường thăm, người tình đầu nơi xa có thâu. Chúc anh đài, chúc anh đài. Ôi đông đầy chung máu chuyện tình mình, anh đại ơi làm sao anh quên được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lô. Và còn đây người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành tiễn biệt người yêu cất bước theo chồng. Làm sao quên được những kỷ niệm vui buồn, phúng hoàng sáng in hình đôi bóng, gợi vào lòng qua ý nhạc lời thơ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ hồi, người xa người tội lắm người ơi. Ta rằng chẳng biết thì tôi biết rồi, mỗi kẻ mỗi nơi hỏi ai không gió đâu đơn lạnh mua cả tâm hồn, dần hồng sáng soi không làm rạng ngắm tâm hồn. Đại đại ơi anh nói tình chúc lương ngàn đời, gió mưa phải nhòa không phải được tình mình. Trời không thương nỡ gieo biệt ly, ta yêu chúc nương, anh yêu đài ngàn đời. Thế thốt đâu đài ơi, anh đài
ai ơi. Chúc anh Đài, chúc anh Đài. Trời cao chứng cho, dù tháp tôi vẫn còn yêu, dòng nước trong như lại lãng bao tình thương. Bơ bơ cơn gió cho cành khoang tay lá, cho niềm trào lòng yêu thương. Mây như khóc tan cho duyên tình tôi, liêm hồn nơi chính sông. Chúc anh Đài, anh Đài, anh Đài ơi. Và chúng ta vừa thưởng thức một cái vai diễn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá Chú Anh Đài, với cái phần hóa thân từ Trọng Nhân khi mà tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh. Dạ, khi mà xem trích đoạn này thì hình như thấy các anh chị trong ban giám khảo cũng có rất là nhiều những cảm xúc. Em xin hỏi chị Thoại Mỹ như thế nào ạ? Một cái vai diễn để đời của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh 20 mấy năm rồi Mỹ không được diễn chung với ảnh vở này, và anh cũng không diễn vở này nữa. Và vai diễn này nó ấn tượng với lại Thoại Mỹ và ngay cả chị Thanh Hằng. Tại vì khi mà tập cái vở này á, Mỹ với chị Thanh Hằng rất là cực khổ và bị đòn rất là nhiều, được anh Vũ Linh rèn luyện. Khi mà Trọng Nhân hát thì bao nhiêu kỷ niệm nó dồn về Thoại Mỹ. Mình thấy mới đó mà bây giờ tại sao mình không được xem anh hát nữa. Bao nhiêu cảm xúc nó cứ dồn về làm cho Mỹ cảm động. Và hôm nay thấy được cái hình ảnh của Trọng Nhân trên sân khấu này giống như là một Vũ Linh đang đứng diễn ở trên sân khấu vậy đó. Qua tới vòng này thì cô Mỹ thấy con tiến bộ rõ. Con có một cái sự tự tin và thấy được cái niềm đam mê yêu nghề của con ở trong cái lớp diễn này. Con có tương lai lắm. Cố gắng. Dạ. Qua những cái bạn thí sinh như thế này thì chúng ta sẽ nhớ về những tượng đài của nghệ thuật sân khấu cải lương của chúng ta. Những người đã đi trước, đã tạo nên nền móng, đã làm cho sân khấu cải lương ngày càng trở nên đẹp và lung linh như thế nào. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Cũng như Thọ Mỹ, cảm xúc nó nhớ lại năm 1991-92. Là thời điểm đó là Thanh Hằng và Thọ Mỹ đã được anh Năm Vũ Linh rèn luyện rất nhiều. Trước khi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang là một nghệ sĩ đào chánh ở tất cả các đoàn ở với các tỉnh miền Tây. Nhưng mà về thành phố rồi, phải nói thật sự, ngày hôm nay có cái tên Thanh Hằng được khán giả biết nhiều hơn cũng nhờ vai Chúc Anh Đài mà năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã rèn luyện cho Thanh Hằng. Cho nên là cái cảm xúc nó đông đầy. Nhớ anh Năm lúc đó là anh kéo mặt lại mà anh kêu chữ anh Đài ơi, cái chữ ơi của anh nó bể cái sao chót hết trơn. Anh Đài ơi, giống y chang luôn, không khác chút nào hết. Cái chữ ơi đó đó, tôi nhớ hoài đến ngày hôm nay. Cảm ơn Trọng Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời anh Kim Tử Long. Chỉ khen con một cái điều là ở lứa tuổi 18 của con mà con đã thể hiện được cái vai Đài như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chưa chắc gì những người nghệ sĩ mà đã khổ luyện mà hát được như vậy. Còn phải nhớ một điều là chúng ta hát không phải là chúng ta khoe hơi, mà chúng ta hát bằng trái tim, bằng cái hồn của nhân vật, bằng cái hồn của bài ca.
với 18 tuổi mà làm được như thế này thì chúng ta có quyền hy vọng ở lứa tuổi 20, lứa tuổi 25, lứa tuổi 30 chúng ta sẽ có một kép chánh trọng nhân trên sân khấu cải lương, có phải không ạ? Bởi vì đây chính là những cái nơi để chúng ta tìm ra được những bạn trẻ yêu thích bộ môn này và chúng ta có thể chấp cánh cho họ để chúng ta có thể có được một nghệ sĩ tài năng trong tương lai. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng trọng nhân. Vua tranh đức cùng sở dân đang trên đường môn tàu họ tướng bao vây tất cả, đừng để tên nào chung qua cái chưa tôi lên. Sở dân chạy đâu cho thoát chết. Dòng dây dây thắng càng dây đặc, ta dành tra chết trung thành cứu hoàng gia. Nguyện lòng này giữ chữ thần càng châu càng bị chớ có ngông cuồng. Hoàng thân còn đó mà mang tiếng ác dạng đến muôn đời. Sao hiền thắng hãy cẩn thận. Cao gươm giáo trùng trùng điệp, một mình ta tự chiến phá dòng dây. Đây anh hùng hiến hết hùng anh hùng thay chí bách dân thường. Sâu vào đó ngàn năm dư sứ sanh tiếng anh hùng. Không cần anh hùng. Kẻ chúng can lòng không hề khiếp sợ. Xin muôn năm đừng lưu luyến kẻ ngu hờ thân. Sở hiền khách cầu cho hạ ngu có ngã gục giữa xa trường, vì đó là nghiệp chỉ sẵn dành cho người tráng sĩ đã chối thân vào nợ kiếm cung. Nhưng biết chăng là hạ thần không đủ sức tài bảo vệ thánh quân, đành của lời ký thá của các anh hùng chiêu anh quân. Bốn phận không tròn sống càng thêm thẹn, xin thanh quân đừng lưu luyến lòng. Đừng, sợ hiền khách đừng bỏ trận, lòng trung nghĩa của khách làm trẫm vô cùng xúc động. Thà chết cùng nhau cho có tôi có chúa. Bệ hạ, kẻ ngu thần giảng tả hoàng ân hạ cố, nhưng hiện giờ quân loạn thần đã phủ dây khắp nẻo, mà kẻ hạ thần rất yêu thế quân. Xin thắng quân hãy nghĩ đến xả tất cơ đồ, mau cải giảng thường dân mà thuốc dùng. Không, hiền khách, tánh mạng hạ thần đâu có gì quan hệ. Xin muốn năm đừng bận
chịu làm gì. Xin thánh quân ít giả dạng thường dân, rồi lặng trốn cho bình yên ngọc mơ thề. Hiền không để hạ ngu thừa thế quốc chút hơi tàn, đương cửa giới gian thần mà phá trùng dây. Wow! À! Bảo vệ Nam Môn, đừng để tên nào trốn thoát nghe chưa? Vâng lệnh. Trời Hiền Khanh, Trời Hiền Khanh. Ôi từng dòng máu nhuộm thấm nhung y, không lẽ trời đốn mạng anh? Trước mắt ta trời đất lung linh, đành dinh địa thân quốc khách. Thương thay cho một kẻ trung hiền, hãy bình tĩnh hơi sợ Hiền Khanh. Wow! Dạ! Bảo vệ phía bắt tốt, giết anh thôi, chưa nghe chưa? Xuống lên! Rung máu thấm đầy dung y, ta đây có chết nào quản thờ. Vượt ngàn đường xa chẳng tha dân thần, lòng này vì vua giữ không thần, quyết sông pha phá dàn trùng dây. Dung y máu thấm nhuộm màu son, khanh ơi chắc phải đành cách xa. Kìa là dòng dây của quân tham tàn, một mình Hiền Khanh khó mong chu toàn. Thầy nguyện đem tấm thơ báo toàn thiên nhà. Sở Hiền Khanh, Sở Hiền Khanh. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Sở Vân Cứu Giá với phần dự thi của thí sinh Sơn Tùng cùng với phần trợ diễn của nghệ sĩ Minh Hoa, Huỳnh Nhật và Minh Tiến. Vừa thi xong cái giám khảo đó chứ trời, thấy thương quá hà. Và thưa quý vị, thấy thương là bởi vì mọi người đều biết rằng là bạn Sơn Tùng đó giờ chưa bao giờ mà diễn tuồng cổ hết trơn á, đứng hát thôi. Cho nên là hôm nay đây là một cái thử thách vô cùng khó khăn dành cho bạn ấy. Và có lẽ cái phần mà vũ đạo mà Sơn Tùng vừa mới thể hiện là nhờ sự hỗ trợ của các nghệ sĩ phụ diễn, đặc biệt là Minh Hòa, có đúng vậy không ạ? Dạ. Một lần nữa cảm ơn các nghệ sĩ Minh Hòa, Huỳnh Nhật và Minh Tiến đã hỗ trợ. Rồi bây giờ thoải mái hơn chưa? Bình tĩnh chưa? Dạ. Rồi, mình sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời anh Kim Tử Long trước ạ. Trước tiên thì anh rất là khâm phục em. Em dám thử thách bản thân mình qua cái vai diễn này. Dạ. Đây là một cái vai hát mà chị Mỹ Châu đã thành công rất lớn trong cái bộ môn sân khấu tuồng cổ. Và hôm nay thì Tùng hát thì vẫn có cái chất giọng của chị Mỹ Châu. Dạ. Và ngày hôm nay anh rất khen em. Em ra bộ tay chân của em giống chị Mỹ Châu lắm. Giống lắm luôn. Xin cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn ý kiến của giám khảo Kim Tử Long. Xin mời chị Thanh Hằng. Thương quá à. Phải nói rằng là đúng là nghệ sĩ thần tượng. Đã vào vòng bán kết này rồi sẽ có nhiều cái mới lạ để cho khán giả được thưởng thức. Khi thoạt đầu ra là chị không có ghi gì trơn á, chị lo nhìn hoài.
nhìn thấy trời ơi tại sao là từ nào giờ không có diễn cái kiểu này, không có diễn cái thể loại này mà bây giờ ra rồi cũng đưa tay rồi cũng đẩy tay lên thiệt là giống luôn. Khi đến em vô cái bài Xế Sản rồi chị nổi óc hết trơn à. Sơn Tùng đã nhập vào, nhập từ từ nhập vào đó. Rồi thôi nên là chúc mừng em và cảm ơn em đã có một cái nhân vật này để gọi là em sẽ ghi nhớ mãi suốt cuộc đời làm nghệ thuật của em. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin mời kiến của giám khảo Thoài Mỹ. Cưng quá trời cưng rồi. Cảm ơn chị. À, hồi nãy giờ thiệt tình đó là chị Mỹ rất là bất ngờ luôn á. Không có thể nào mà tưởng tượng được bữa nay Sơn Tùng diễn một cái vai mà cầm thương rồi bẩn bộ đồ giáp như vậy. Và khi mà cái chỗ mà em giơ cái tay em trụ cái giáo vậy nè, chị nói thật với em á, chị nổi gai ốc là tại vì chị tưởng tượng giống như là cô Mỹ Châu đang đứng trước mặt chị vậy đó. Và đang quay phim với cô Mỹ Châu, giống cô Năm lắm, hát như là không hát. Dạ, xin cảm ơn ý kiến từ các vị giám khảo và chúc mừng Sơn Tùng ngày hôm nay. Cảm ơn. Lầu xóm màn thế chương dâm đâu mất rồi bên nước dòng sông, có chiếc đò đưa xuôi ngược bền bồng, có tiếng sao gieo gió ru hồn người lang bạc. Trần gia ơi anh đang ở đâu? Đang ở đây thấp thoáng hơn trời mưa bay, lòng chờ buồn bâng khuâng muốn quên em nhưng sao không rời nhau. Vậy mà anh Trần Gia, Trần Gia ơi, anh hãy về đi. Anh vì tôi không còn yêu anh nữa. Tại sao? Tại vì anh nghèo lắm, anh không có gì tất cả. Anh hãy về đi. Phải rồi, tôi nghèo lắm. Tôi nghèo, tôi nghèo xác xơ, tâm thân tôi dồn tên lại đò thì đâu ham gì mơ gì cao sang. Thế nhưng nên trách cho thân phận, thôi anh về đi, thôi ân tình này đã gặp nhau, gặp nhau. Thôi đành lối hẹn, duyên không thành tình không kiếp, kiếp này không mong gì tái hợp. Trần Gia ơi em đã phụ anh rồi. Trần Gia,
tình mình như giấc. Vì bao người xa người lòng tê dài, lẽ nào em quên hẹn buổi ban đầu. Không duyên, không nỡ chút tình xin trở cho anh. Hãy về đi, về đi trên bên nước sông buồn, quay đầu dần chẳng cho tình. Cầm Giang ơi, tôi đâu nhắc chi kỷ niệm mà chỉ buồn cho tôi người ta đã phụ ân tình. Thôi nhà từ đây cạnh biệt rồi, còn gì để nhớ nhớ thương thương, còn gì đâu nữa anh ơi. Lòng em tan nát nghẹn ngào biệt ly. Cầm Giang, anh về đi. Cầm Giang, Cầm Giang. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn trong vở cải lương Sự Tích Cây Uyên Ương với phần trò diễn của nghệ sĩ Điền Trung. Sẵn tiện có Điền Trung đây hỏi thăm luôn. Khi Trung diễn cùng với Hàn Ni á, thì Trung có nhìn thấy đâu đó thấp thoáng Hàn Ni hình ảnh của người nghệ sĩ đàn chị của mình, chị Vân Hằng không? Theo như Điền Trung cảm thấy thì Hàn Ni có một cái sự cố gắng để tìm những cái lái, những cái e nào đi cho giống nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Thậm chí đôi lúc là Điền Trung có thể bật cười luôn là bạn ấy nhái xong rồi tới cái miệng bạn ấy cái quẹo quẹo lên. Miếng 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 vậy hả? Cái môi dưới phải lận 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 lên cho giống chàng. Ủa mà lận lên vậy rồi làm sao có hơi mà hát nó bung ra ta?
Khó không Ni? Dạ, thì bắt chước thần tượng của mình thì có những cái liên lái của nghệ sĩ Phượng Hằng. Thì em cũng phải đôi khi nó cũng phải méo miệng. Thật ra hồi nãy ngồi bên dưới nha, ở cái góc nghiêng mà nhìn lên lúc dạ. mà Hằng Ni vừa mới xuất hiện mà quay trở ra hát, thấy giống chị Hằng thiệt. Dạ. Rất giống chị Phượng Hằng luôn. Ở cái góc nghiêng còn biết góc trực diện từ ban giám khảo thì thế nào. Xin cảm ơn Điền Trung đã hỗ trợ cho Hằng Ni trong tiết mục này. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Điền Trung. Và bây giờ thì Hằng Ni ở đây, chúng ta cùng lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trước tiên thì chị cũng muốn nói rằng là nội nhìn trong cái bộ đồ của em thôi là em đã ấn tượng chị Phượng Hằng như thế nào. Tại vì Phượng Hằng cũng đã có mặc bộ đồ và cái mấn như thế này, giống như vậy, y như vậy luôn đó. Và cái cách xử lý của em hôm nay, em ca lại càng đi sâu vào, em lại càng giống nhiều hơn nữa. Nhất là cái ém hơi của em, cái ém lại để cái giọng ca của em nó có cái giọng kim lên giống chị Phượng Hằng lắm. Mà ngay cả cái lúc mà em nói chuyện với lại anh Đại Nghĩa cũng vậy nữa, có những cái chữ mà em phải méo méo cái miệng cũng giống cái tiếng của Phượng Hằng nữa. Dạ. Chị cảm ơn em đã cho một cái tiết mục mở màn này rất rất là hoàn hảo. Chúc mừng em đã làm xong cái tiết mục của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin mời ý kiến tiếp theo từ giám khảo Thoại Mỹ. Trước hết á, thì chị cũng thay mặt chị Hằng cảm ơn Hằng Ni đã thần tượng chị Phượng Hằng. Và cái bài thi của em thể hiện hôm nay rất là giống chị Phượng Hằng luôn á. Và chị Mỹ thấy là qua chỉ một vòng thi thôi mà hôm nay Hằng Ni tiến bộ rất là nhiều. Nhưng mà chị Mỹ muốn em phải tuyệt đối hơn nữa. Tại vì mình hóa thân là chị Phượng Hằng mà. Dạ. Cho nên là mình đừng có xử lý cái của mình. Dạ. Mà mình xử lý của chị Phượng Hằng. Có những cái là của em, nó hay chứ không phải là nó không hay, nó vẫn hay, vẫn ngọt. Nhưng mà chị muốn là cái bài thi hôm nay là nếu như mà em tuyệt đối 100% chị Phượng Hằng thì chị Mỹ nghĩ là sẽ càng xuất sắc hơn nữa. Dạ. Chị Mỹ chúc mừng em có sự tiến bộ rất là rõ rệt nha. Dạ. Dạ, cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Không biết ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long ra sao, xin mời anh. Hôm nay thì thật sự là em ca quá quá khỏe. Khỏe. Khỏe lắm. Những cái giả thanh của em rất tốt. Em ca với những cái gì mà em luyến lái trong cái trích đoạn này giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Anh cũng sẵn đây, anh cũng cảm ơn em đã dùng tất cả những cái luyến lái của chị Hằng trong cái trích đoạn vừa rồi. Tại vì chị Phương Hằng chỉ đã sáng tạo ra những cái cách ca của chị như vậy. Mà cái đó là một cái sự sáng tạo của một người nghệ sĩ. Dạ. Còn anh chỉ góp ý với em một cái điều mà để sau này nếu như em có thể là đi hát chuyên nghiệp hơn và có những cái vai diễn đó để hát với kép á, thì em nên chú ý một cái điều. Chị Hằng chỉ hát với kép, lúc nào cặp mắt chị cũng rất đa tình. Chị rất là mơ màng khi mà chị nhìn kép. Vì vậy cho nên là em hồi nãy giờ là em hát với Điền Trung, có thể là em chưa có hát với Điền Trung lần nào cho nên em bị khớp. Có thể là vậy, hoặc là có thể là em vì em chú trọng vào cái cách ca của chị Phượng Hằng quá. Dạ. Nên em quên cái ánh mắt của chị Phượng Hằng khi giao lưu với kép. Dạ. Và hôm nay thì em chỉ thiếu một chút xíu đó thôi, còn hoàn toàn là em rất tốt. Hy vọng rằng nếu như em được bước vào trong thì em sẽ có những cái rút kinh nghiệm. Dạ. Từ những lời của các ban giám khảo ha. Dạ, em hứa là vòng sau nữa nếu mà em được mấy anh chị thương yêu em được vô trong. Em hứa là cặp mắt của em nó sẽ giữ tình hơn. Dạ, đa tình hơn. Em muốn là em muốn đa tình thì em học Thoại Mỹ nữa nè. Học Thoại Mỹ nữa nè. Dạ, em cảm ơn ban chị rất là nhiều ạ. Chúc mừng Hằng Ni bởi cái sự cầu tiến của mình, nghe lời góp ý từ ban giám khảo, cho nên ngày hôm nay bạn đã có một cái phần thi rất là trọn vẹn và nhận được rất nhiều những lời khen từ ban giám khảo. Cố gắng tiếp tục giữ phong độ nếu như mình còn có thể đi tiếp cùng với chương trình đi nha. Cảm ơn anh ạ. Xin chào Hằng Ni. Ba vị giám khảo, cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Hey! Stop!
hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Người khóc cho mình xa mẹ lìa cha, hay khóc cho thế sự vì danh lời đua chen chen giết. Nín đi hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Chết rồi người khác sửa có phải không? Sửa đâu cho người bú bây giờ, chung quanh đây chỉ là núi rừng và dã thú non xanh, không có nhà cửa lương dân, làm sao lưng bồng người đi bú thêm. Phải rồi, hay là tôi sẽ cắn tay lấy máu thay giọt sữa ngon, để đông cung đỡ già nó lòng, hầu vượt qua dòng thềm thỏa vương gian. Hãy bú cho nó sẽ đưa hoàng tử đến sang hậu thành, nơi long đàm hổ nguyệt, nơi sẽ phất cờ đại nghĩa từ gian nghe. Rừng cây chớm chở núi đá chập trùng, lao sậy phủ đầu biết lối nào. Bố đồng kim lâm, bố đồng kim lâm hiền hữu. Ai, ai vừa gọi ta tiếng nói thân quen? Ai, đây là Khương Linh ta đây hiền hữu. Khương Linh ta, phải rồi, tiếng bằng hữu thăm giao, Khương Linh ta kia rồi hiền hữu. Lấn ngỡ rằng ta chẳng gặp nhau, chung lối bước tìm về sang hầu. Khương hiền đệ, để bỏ huynh đi sao? Đồng huynh, để phá dọc dây chẳng được ngăn bước giặc, để xa cơ dưới tay ngũ tương tạo ôn đình. Đây tương đông cung tuổi nhỏ chịu gian lao, nương cho mây trở về hồn đưa hiền hữu tiếp nối đoạn đường dài cứu chúa. Khương hiền đệ, Khương hiền đệ. Tình lìa phân, lòng cao dân niềm sầu đau. Thù quân gian hơn giả man, nghĩa kim bằng ly canh xe chia. Âm dương nghìn thu vinh viên, hết cùng trùng cùng tình biệt quân thần. Nhìn nhau chẳng chỉ tao cùng trong giấc mơ. Hận thù đã mang, nghe sẽ tâm tư đau buốt can tràn. Dẫu bước trong gai tí gan tuế nguyệt, nhóm lửa hồng cho sáng dần trăng cao ngất, đặt những niềm tin ngày mai chiến thắng tô điểm non sông rực rỡ huy hoàng. Như tên đổ xuôi tuôn tràn ngập dân cao nghĩa khi
trời minh chứng. Rồi để một ngày tự tay ta phá tan loài hưng bào, giữ trọn lời thề bằng hữu chi giao, trọn nghĩa nước tình dân, dạng giữ trung thần chi đạo, cho hương hồn anh nở nụ cười nơi chính xuôi, cho giọt máu vương về nơi gác phường lầu vàng. Đông quân Khương Hiền Đệ, Đông quân đêm trường theo đường đường xa, anh lung linh bóng đêm soi đường rừng núi bao trùm sương lam đầy giá băng. Dù nát tâm thần nhưng chỉ tay cam chịu, em đưa đường anh vì toàn dân ta chung đường tìm lối tương lai. Quang lạc buổi sinh kỳ, không uống chén ly vui mà lệ đắng cay tay men sầu nào được. Lời để khắc ghi xin anh bền chặt kiên gan bền chí cứu quê hương, nơi chốn cửu tuyền giấc giờ hồn ma vẫn quê chờ theo đường lối sang hà. Nguyện ghi các trong tâm về thành sang hậu một ngày đền trả hận. Sao mai ló vàng chân trời, hương hồn theo gió em về hương vô. Hương Hiền Đệ, kia ánh dương đà hé dạng, ta mau cốc tóc lên được, đưa ấu chúa trở về thành sang hậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn vở Sang Hậu với phần thể hiện của thí sinh Trọng Nhân và người trợ diễn Tô Tiểu Long. Xin mời Tô Tiểu Long quay trở lại sân khấu nha. Trước tiên muốn hỏi thăm Trọng Nhân nè, sao chọn cái vai khó quá vậy? Tại vì cái vai này bây giờ vừa phải ca, vừa phải diễn mà vừa phải vũ đạo như vậy nữa. Vì sao con lại quyết định chọn vai này? Dạ thì con thấy được một cái trích đoạn có ý nghĩa. Với lại con cũng mê ông Năm hát vai này nữa. À, coi như là mình chấp nhận thử thách đúng không? Dạ. À, còn với Tô Tiểu Long thì sao, khi mà tập trích đoạn này với Trọng Nhân thì em cảm thấy thế nào với bạn ấy? Lần đầu tiên thì khi mà Trọng Nhân có lời mời chú Long ơi hát cái Khương Linh Tá phụ con nha, thì nhắc tới đường Sang Hậu thì Long cũng rất mê nên lập tức nhận lời ngay. Một tràng pháo tay dành cho Tô Tiểu Long với phần trợ diễn vừa rồi, cảm ơn Long. Và bây giờ mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Em xin mời anh Kim Tiểu Long. Những người nghệ sĩ ngày xưa, ví dụ như là ông Vũ Linh nè, chú Trường Sơn nè, ông Thanh Tòng nè, những người đó đã luyện vũ đạo từ tấm bé. Vì vậy cho nên là cái sức lực của họ đó, khi mà họ bước lên sân khấu đó, họ vũ đạo cỡ nào, họ ca giọng cổ nó vẫn y chang, là vì họ đã luyện từ bé. Còn con á, con là một cái người đam mê cải lương và con đi theo, con không học trường lớp nào cả, mà con múa và con hát như vậy là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà chú chỉ dặn con một điều, nếu như có đi vào vòng trong nữa, tiết chế lại, bớt múa lại, và nếu có múa, dành ra phần sau. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Kim Tuyên Long. Tiếp theo xin mời giám khảo Thanh Hằng. Đối với cô thì Trọng Nhân của cô rất là, nói là sáng sân khấu, bộ tịch cũng rất là đẹp, tốt lắm con. Và con phải cố gắng nhiều hơn nữa theo những lời của chú Long đã dặn. Con nhớ kỹ vào đó để mà con tiếp tục bước vào vòng trong nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Tuy rằng là cái giọng ca của con á, trời không cho giống chú Năm Vũ Linh,
nhưng mà con biết khôn, con biết xử lý khéo, là con lấy những cái chữ mà ăn tiền của chú Vũ Linh con đem vô đây. Con lấy được những cái tinh túy của cậu Năm trong cái trích đoạn này, chỉ cần vài chỗ thôi là đã đủ ăn tiền rồi. Tất cả những cái gì tinh túy của chú Năm Vũ Linh thì mình nên học hỏi để mình trao luyện, để cộng với cái bản thân của mình nữa, để mình phát triển trên con đường làm nghệ thuật của mình nha con nha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Nghĩa. Bập bông banana lửa sọc bông to luôn ra tiếng dài khoa bông con ra dòng để ông đưa giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa tiếng cười vui đầy lùi đến vắng nghe có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chai khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chai bóng ai thắp con dưới trăng có vạn dải phong quân về thăm tôm nhỏ để nhớ lại ngày nào sóc bơm bo còn mịt mờ trong khói lửa người bơm bo sống giữa cam ngư. Các anh đã dựng lại túp liều tranh trên đổ nát yêu tàn nghe vang dòng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi cho dạo bước ca nhân chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc đơn sơ những tình nghe đồng đà kể từ ngày anh đi chiến đấu miền ta tính đến nay đã buông mùa lá đỏ cùng các tiếng ngót chào anh người chiến sĩ yêu hùng nhạc suối đâu đây như rộn rã vui mừng lửa lò ấm lòng người lính trẻ khi trắng thuộc từng lấp lánh giữa ngàn cây mấy năm rồi anh mới nghe vào đây anh có thấy thơm làng lại đổi khác sao bơm bơ lại gian lần tiếng nhà lần tiếng dài giả gạo cuối trời khuya với đôi mắt thân tương giặt tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương cho đất nước thêm giàu thêm đẹp cho sóc bơm bo lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng chài giả gạo lại giang ta mai mốt có ghé vào đây em lại đãi anh ba. Yeah.
nghiệp dài dang dòng núi rừng ta. Thanh Kim Huệ xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ chào cô Thanh Kim Huệ. Mái tóc huyền thoại đây rồi. Nhìn cái mái tóc này thì chúng ta nghĩ ngay đến cô Thanh Kim Huệ. Với cái mái tóc này trong suốt bao nhiêu năm đã trở thành một cái hình tượng mà không thể phai trong lòng khán giả. Và ngày hôm nay với cái phần hóa thân của anh Dương như thế này thì không biết rằng các vị trong ban giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Dễ thương quá à. Làm cho ba giám khảo này hơi ngậm ngùi một chút khi nhớ tới một người chị, một danh ca của ngành sân khấu cải lương. Trên sân khấu nghệ sĩ thần tượng, một thí sinh anh Dương đã hóa thân một hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Cũng trong tà áo dài này và cũng cái kiểu áo dài này và mái tóc đã đi vào huyền thoại của chị Thanh Kim Huệ hiện hiện ở đây, làm cho ban giám khảo ngậm ngùi lắm. Và hơn nữa là anh Dương đã thể hiện cái bài này rất tốt, giống lắm, giống chị Huệ lắm. Nhưng mà có một hai chỗ nha, nếu như em ca kỹ lại một chút sẽ còn giống hơn nữa. Thí dụ như là cái câu 1 á, mùa lá đổ, là chỉ đi cái chữ đổ đó vậy. Đó, chỉ đi cái chữ đó nó vậy. Rộn ra đó, là chỉ ngân một chút chỗ đó. Thì là cái những cái nốt đó là những cái cách ca đó là của chị Thanh Kim Huệ. Em chỉ thiếu một chút đó thôi, nó ổn thôi. Em có cái của em ha. Nhưng mà cái âm thì vẫn giống chị Huệ. Nhưng mà nếu mà em thêm một chút xíu đó nữa thì anh Dương sẽ tuyệt đối hơn nữa đó. Nhưng mà nói gì thì nói, một bài hát tiếng chày trên sóc bông bo, nói tới bài đó là ai cũng đều biết tới chị Thanh Kim Huệ. Và hôm nay em đã thể hiện rất là hay, rất là tuyệt vời. Chị Mỹ chúc mừng em. Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị nghe những lời nói của chị Thoại Mỹ, và khi lắng tai nghe anh Dương đã hát như thế, nước mắt chị nó chảy ra, nhưng mà chị phải ngước lên để cho nước mắt nó chảy vào. Tại vì chị rất là, phải nói, xúc động vô cùng luôn, cảm động lắm. Với một nhân tài trẻ như thế này mà em lại quá sức thần tượng một người chị, một người danh ca của sân khấu. Sân khấu cải lương phải nói thật sự rằng là chị không tưởng tượng được, ngay cả chính bản thân của các chị đây có thể rằng là nếu mà nói rất là thần tượng chị Thanh Kim Huệ mà tụi chị còn ca không được. Ca không được nữa. Nhưng mà chị không ngờ rằng là có một thí sinh như thế này mà ca coi như là cũng gần như là chính xác. Ngay cả đến khi em ca, em không còn phải là anh Dương nữa mà hầu như là chị Thanh Kim Huệ đứng trên sân khấu. Và ban nhạc đàn theo cái giọng ca của Thanh Kim Huệ. Cho nên hồi nãy em đó chào đó chị, Thanh Kim Huệ xin chân cảm ơn quý vị đó. Nó hòa quyện với nhau mà chị tưởng tượng như hôm nay chị đang ngồi và đang nghe chị Thanh Kim Huệ hát. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, đó là những cảm xúc của giám khảo Thanh Hằng khi xem phần thi của anh Dương. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi quá ngạc nhiên khi với một cái bộ trang phục áo dài với một mái tóc bước ra là tôi chấm 10 điểm rồi đó. Rất là dễ thương. Nhưng như hồi nãy anh Kim Tử Long có góp ý em về cái câu xuống đó, đúng là em đã bị quen rồi, quen với cái cách đó rồi. Nếu như là thu âm bài này và phát ra ở một cái làng nào đó với một cái loa sắt á, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ người ta nghĩ là em hát đâu, mà ta nói là Thanh Kim Huệ hát. Nhưng để xuống câu giọng cổ thì người ta sẽ nói rằng ừ, cái này không phải Thanh Kim Huệ liền. Vì vậy cho nên là em nếu được vào vòng trong, hãy luyện làm sao mình bỏ cái đó đi. Giữ cũng được nhưng mà ít thôi, tại vì cái xuống đó nó không hay. Chị Huệ, chị như anh đã nói lại một lần nữa, chị Huệ chị ít lắm, ít để mà có thể là chị dùng cái xuống đó. Mà cái chính của chị em phải về nghe thì em sẽ toàn mỹ hơn ha. Còn hôm nay em rất là duyên dáng, sau cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này rồi á thì em sẽ được rất rất là nhiều người biết đến em, và rất rất nhiều người sẽ gọi em
đi show nhiều hơn để lo trang trải cho gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Kêu chú tôi già quá. Dạ, cho em có một phần chia sẻ là bộ tóc này, bông tai này và cái màu môi này là chính đồ của cô Huệ luôn. Đồ của Huệ luôn hả? Dạ, chính đồ của cô Huệ. Mái tóc này cô Huệ thường đổi. À, rồi ở đâu em có? Cô Huệ để lại. Như vậy là trước đó em có quen biết với cô Huệ hả? Con cũng xin chia sẻ là con biết cô Huệ á là qua bên chị mạng online. Rồi con có gặp cô Huệ một lần ở dưới quê. Lúc nhỏ con muốn người dạy con học lắm, nhưng mà không có ai dạy con biết nhịp nhàng gì hết trơn á. Rồi khi con hát được bập bẹ, rồi con biết được tới mạng. Rồi khi mà tìm được tới cô Huệ con hát, con gửi cô Huệ góp ý cho con mới được như ngày hôm nay. Trước cái cô Huệ, lúc cô Huệ mất. Cô Huệ có để là tất cả tóc tới trang phục, cái màu son này luôn vào cái bông tai. À, cô Huệ cho con hả? Dạ. Ừ, chắc có lẽ đây là một cái gì đó nó duyên, một cái duyên phận gắn liền cái giọng hát của anh Dương với lại chị Tân Kim Huệ. À, thôi thì cái gì nó đã qua rồi, mình cứ để cho nó qua và đem lại những cái gì thầm kín yêu thương nằm trong trái tim của mình. À, chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng luôn luôn đón chào và ủng hộ cho những ai luôn luôn thần tượng những người nghệ sĩ mà mình yêu mến. Dạ. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng anh Dương đã hoàn thành phần thi của mình rất là tốt nhé. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân diễn sương, gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi khi em cũng mù xa, bao xuyên ơi đêm nay giữa cánh trường cô liêu, ta gối đầu trên đá thiền giấc mơ đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng không ngăn cách bởi biên. Đêm ngày và ngàn đêm nữa đi à, em vẫn yêu một mình anh. Tình chia lìa dù hai phương cách xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa, thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo xuyên ơi định mạng sao phủ phàng ngang trái, xui chúng mình phải đôi ngã vì sao. Lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng tình tóc biệt một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngắn đôi. Thế cưng à.
ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo khai thai tiếng lòng. Giống quá. Nhớ một ngày nào tiếng tơ lo. Giống gì mà giống dữ vậy trời. Khai thai tiếng lòng. Lòng dễ sợ. Thủy Cúc. Thế tử, thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ sao than nhớ, mong cùng tin tưởng chúc công ba ngày đêm khó nhọc. Khi thấy đỉnh triều dâng thấp thoáng trong mây, thì thế tử ơi, thiếp đã mừng muôn. Vì biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bà Tâm Đông. Và thiếp sẽ tự tay rót hầu thế tử mấy tuần trà. Sẽ nhìn thế tử cạn chén này rồi chén nữa, nhưng càng vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng uống vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hồi sau thời gian qua rồi. Lòng tiện thiếp là như vậy đó, thế tự rõ hơn ai sao còn nỡ là những chuyện của những năm trước, hay ít ra là của 6 tháng trước. Bây giờ, bây giờ thì làm sao ta hiểu được? 6 tháng trước hay bây giờ và mãi mãi về sau, cùng không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải thiết yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, mà ơn của chúa công là ơn tái tạo. Còn tình của thế tử là tình hẹn của trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với thề kinh tiếp, thề không bước ra khỏi cửa khuê phòng, sẽ mặc tình mạnh kéo trướng rủ, mặc tình phân hạ đã dựng như cây tùng cây ba. Thì có ta gì mưa rơi lá rụng, có ta gì mưa nắng chôn lạnh cùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai trích đoạn rất nổi tiếng trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang và Đường Gươm Nguyên Bá, với phần thể hiện của hai thí sinh Hoàng Nhân cùng với anh Dương. Sau khi mình thể hiện xong cái phần thi này, mình cảm giác như thế nào Hoàng Nhân? Dạ, nó cũng tự tin được chút xíu. Dạ, bớt run. À, rồi với anh Dương thì sao? Thấy diễn say mê đắm đuối luôn. Cái này là chưa có phục trang, chưa có hóa trang, chưa gì hết trơn mà còn cỡ đó. Nếu như mà em đi sâu vào những vòng trong, khi mà mình đến với cái vòng mà gọi là nhân vật á, thì lúc đó là mình có sự hóa trang luôn, thì chắc là lúc đó mình còn sướng hơn nữa đó, đúng không? Dạ thương, chương trình cho đi tới đâu con đi tới đó. Đáng yêu quá. Dạ xin mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Mời chị Thanh Hằng. Ngồi ở dưới này nghe nó cũng sướng gì đâu luôn. Phải nói là khi mà nhắm mắt lại để mà lắng tai nghe. Cái chợ có hồi nhớ một người chị mới đây có mấy tháng thôi mà đã xa nhau rồi. Mà ai cũng bảo là giọng ca vàng không có bao giờ, không có ai mà thay thế được hết. Và em có biết rằng là
cái mệnh danh của chị Thanh Kim Huệ đó được khán giả cho chị Thanh Kim Huệ là gì không em? Dạ con biết, thưa cô, đó là búp bê sàn gỗ. Giọng ca, một cái giọng ca kim mà là gọi là kim vàng, tuyệt vời lắm. Như anh Kim Tử Long có nhắc nhở Dương đó là chị Huệ chỉ ca như không ca. Chị ca như không ca, chị ca đâu ở trong cái cổ họng chị thoát ra thôi, chứ chị không có hả cái miệng ra thật là lớn luôn nữa đó. Cho nên là rất là nhẹ, ráng cố gắng kiềm chế lại cái đó chút xíu. Dạ, ha. Dạ con cảm ơn cô. Nhân thì khi đến đây thì chị rất là trân trọng, trân quý. Nhân đã có một cái thần tượng, một người nghệ sĩ mà phải nói rằng là được cái mệnh danh gọi là ông hoàng cải lương. Một ông hoàng cải lương đâu phải đơn giản đâu Nhân, thấy không? Cho nên rằng là khi mà mình thần tượng một người đó thì mình phải tôn trọng và mình kính trọng rất là nhiều những cái gì mà đặc điểm của người đó. Có một người nghệ sĩ thần tượng để mình đem hết tất cả những cái gì mà mình yêu thật là yêu, thương thật là thương, mến thật là mến, để mình đem lên sân khấu, mình đưa cho khán giả nghe. Dạ, cảm ơn giám khảo Tân Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Nhân ơi, dạ. Thật sự mà nói đó là em ca cái âm của em á và cái chất giọng của em có giống Minh Dương đó. Những cái mà xét xét nhẹ nhẹ nè, những cái mà đưa hơi lên mũi nè là giống Minh Dương đó. Nhưng mà cái giống đó nó chưa có đạt được cái đỉnh là mình nghe cái là mình thích liền. Bữa nay là em ca em cứ canh nhịp nè, rồi em sợ em không thoát được cái tâm lý của em, cho nên là nó bớt giống đi. Mặc dù rằng em có cái âm giống ha, anh nói cái âm thôi. Còn Ánh Dương thì anh rất là ngưỡng mộ em. Thật sự em là một hiện tượng mới hiện thời bây giờ. Hồi nãy đã nói em ca giống chị Thanh Huệ được khoảng 8-9 rồi. Dạ. Được 8-9 rồi đó. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Những lời góp ý chân tình của anh Long và chị Thanh Hằng gửi đến hai bạn, chị Mỹ nghĩ cũng rất là đầy đủ rồi. Và hồi nãy đó, thì lúc mà chị Mỹ nghe Nhân hát mà muốn quên quên thì cứ nghe loáng thoáng hình như là Đại Nghĩa ngồi dưới nhắc. Cho nên là chắc là Đại Nghĩa cũng phải là nghe cải lương nhiều lắm rồi phải không? Dạ đúng, em là một fan ruột của cải lương rồi, đó chị. Rồi fan ruột cải lương thì ca giờ được. Phải hát một câu giọng cổ được cho luôn. Đại Nghĩa là fan của cải lương đúng không? Vậy có thần tượng ai không? Dạ có chứ, trời ơi em. Cái người mà Đại Nghĩa thần tượng là ai? Em thần tượng cũng nhiều lắm nha. Tại vì thế hệ cải lương mà các cô chú ngày xưa đó rất là nhiều người hay. Ví dụ như em thần tượng cô Thanh Nga nè. Đó, rồi em thần tượng chú Thanh Sang nè, rồi chú Thành Được nè, rồi má Úc Bịch Lan nè. Đó, em nghe rất sao là nhiều. Sao em thần tượng toàn không có thấy đồng thần, không thấy thần tượng dòng họ Minh vậy? Minh hả? Dòng họ Minh, giọng Minh cũng Minh Cảnh có anh ơi, em rất là mê giọng hát của chú Minh Cảnh trong cái Tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan rồi nè. Như đó cái câu mà mưa lá bay lá rồi, hát liền, hát liền đầy sân giang. Yeah. Thương nhớ có về đâu cho lòng thêm buồn dương xót xa. À. Trăng đã lặng chốn xa. Giọng cổ em vô cái câu giọng cổ nãy em mới nhắc Nhân á. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không đậm đà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Trời lạnh giá từng hồi cơn gió thổi, bông tuyết rơi, từng bông tuyết rơi rơi. Giống Minh Phụng vậy ta. Thu bao giờ phiêu bạc xuống người. Minh Dương. Thương nhớ lắm quê nghèo mùa mưa. Chiều ở nơi đây trăng sáng quanh ta một vùng trời tuyết phủ. Ôi mùa đông xứ người buồn ba cái lạnh từ đâu như băng giá.
hồ. Nhìn xa xa từng sợi nắng mưa dần, thấp thoáng đâu đây tiếng nhạc lòng nhẹ nhẹ, có ai dạo lên bài giả cổ hoài lang. Ngó lại quanh mình trơ trọi có ai đâu, thì ra tiếng hát vang lên từ tâm khảm, như tiếng lòng của một kẻ tha hương, giữa chiều đông buồn nhớ thương về quê cũ. Phương trời nào ai còn nhớ chăng hả, nơi gió năm tháng chưa hề phôi phai. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Như bụi đã đi trắng xóa trong mơ, đôi mắt người thương như bồi hồi đưa tiền xứ lạ đón em, là một vùng tuyết phủ đông lạnh từng cơn se sắc lệ thương. Phương Hằng. Mấy mươi năm đời tôi giả cơ cầu, đêm từng mùa đông buồn nơi đất khách, hồi quê mình mưa nắng mấy mùa qua, xuân của quê nhà trời đất đã trổ qua, mà sao nơi đây dần bận tuyết rơi mấy mùa mong đời, lòng băn khoăn nỗi niềm hoài giọng cô hương ơi, sao cách biệt muôn trùng. Ngày lặng đêm nghe gió lạnh nơi áo lòng, chỉ thấy bơ vơ nỗi niềm lòng ta ở phương này mà hồn nhớ gì đâu. Nhớ mưa đầu mùa tắm mát giữa dòng sông, nhớ nắng hạ chói chang ta gặt lúa trên đồng, mà bây giờ hình ảnh đó xa xôi, đợi mùa đông qua xuôi giá diễn. Diễn quá, diễn cũng giống thôi nha. Mùa đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ, nỗi lòng một kẻ ta nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở
hỏi người đi và hỏi người ở lại, hai phương trời có đợi chờ nhau. Đông chưa tàn trong tiếng nhạc lao thao, người có thấy mùa thu đang mời rồi. Quê hương và em vẫn ngóng trông dời dời, một người đi họ hẹn lúc tương phùng. Gió đông thôi lắng thơ bài, nhớ cho người như lời thề năm xưa. Cố hương thương mấy cho vừa, đông quá thương lại sao người chưa quay về. Wow, xinh quá à, chị ơi. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi hội ngộ 4 thí sinh của ngày hôm nay. Ban giám khảo cảm thấy như thế nào khi chúng ta vừa đến với cái phần hội ngộ này? Chị cảm động quá à. Thì mỗi một nhân vật mang máng một cái hình ảnh của một người nghệ sĩ, của một bậc tiền bối đã hiện lên. Phải nói thật sự rằng là ở dưới này ba vị giám khảo chúng tôi ngồi đây xúc động lắm. Dạ, đó là cảm xúc của ban giám khảo. Còn bây giờ trước khi để ban giám khảo đoán xem những thần tượng mà họ hóa thân là ai thì các bạn hãy giới thiệu qua một chút về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào MC Đại Nghĩa và quý khán giả xem đài. Tôi tên là Lưu Phước Quang, quê ở Cần Thơ. Phước Quang quê ở Cần Thơ, công việc hiện nay của mình là gì vậy Quang? Dạ, bây giờ là kế toán. Đó là Phước Quang. Xin mời thí sinh thứ hai. Mình tên là Hoàng Nhân, quê ở Cây Lậy, Tiền Giang. Công việc hiện tại của Nhân là gì? Dạ, hiện tại Hoàng Nhân đang làm công việc làm vườn trồng sầu riêng. Làm vườn trồng sầu riêng. Rồi bữa nay lên đây có mang trái nào theo không? Này đi gấp quá rồi không có mang theo. Đợt sau đi Đại Nghĩa ơi. Rồi đợt sau nghe, nếu như mình còn vào tiếp vòng trong. Vậy chứ nào giờ mình có đến với một cái sân khấu nào lớn như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa. Thành ra còn hồi hộp. Cho nên cảm xúc của mình thế nào? Cũng hơi hồi hộp luôn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn Hoàng Nhân. Tiếp theo mời em gái xinh đẹp nè. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến và con đến từ vùng đất An Giang. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 16. Trời ơi, mình biết là mình hát cải lương hay và mình yêu thích cái bộ môn này từ năm mình bao nhiêu tuổi? Dạ từ năm con 3-4 tuổi là con đã đam mê. 3-4 tuổi thôi, lúc đó mình còn nhỏ quá, còn đang bập bẹ nói luôn đó. Sao mình đã đam mê cải lương rồi? Nhà có ai hát cải lương không? Dạ không, nhà con thì chỉ có 3 con đàn. Thì lúc nhỏ là con đã đi theo ba con đi hát luôn. Rồi cảm ơn con. Đây, cái nhân vật này làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt khi mà bạn ấy cất tiếng hát lên. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con là Nhật Anh Dương xin kính chào ban giám khảo và quý khán giả xem đài, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dễ cương như sợ. Cái gì Dương nè? Dạ, Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương. Nhật Anh Dương sống ở đâu và công việc hiện nay là gì? Dạ, con đến từ ngã 7 của Hậu Giang. Và công việc hiện nay của con là lúc trước á, thì là con ở nhà phụ mẹ này nọ kia. Và bây giờ con được giống như cô chú thương, có kêu con đi hát ở đâu, con hát ở đó. Là mình cũng đi hát ở dưới quê của mình thôi phải không Dương? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Có tham gia cuộc thi nào chưa? Dạ chưa. À, bình thường là cái giọng nói mình dày luôn á hả? Dạ đúng rồi. À, đến nay là nhiêu tuổi rồi Dương? Dạ năm nay con 22 tuổi. Năm nay 22 tuổi và có một cái giọng hát rất là đặc biệt luôn nha. Dạ, đó là một cái phần giới thiệu sơ qua về các bạn thí sinh đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ đến cái phần thử thách dành cho ban giám khảo. Mời ban giám khảo đoán các bạn thí sinh của chúng ta hôm nay hóa thân thành những thần tượng nào ạ? Chị hai em nói trước hay chị? Một thí sinh Lưu Phước Quang. Khi nãy mà đèn chưa sáng lên là nghe em cất giọng hát lên rồi là ban giám khảo ngồi ở đây và khán giả cũng ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì thoang thoáng ở đâu có đó là tiếng của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Dạ thưa phải. Nghe cái chữ phải thôi cũng giống nữa. Phải, én cái chữ. Tắt đèn rồi, nghe là tưởng đâu nghe trong cái băng cassette là cái tiếng của chú Minh Phụng là rõ ràng luôn vậy. Dạ. Đó. À, còn với Hoàng Nhân thì rất là giống anh hai Minh Dương, rất là giống nghệ sĩ Minh Dương. Có phải giống Hoàng Nhân? Dạ đúng ạ. Dạ hai người đầu tiên là chị Hằng đoán chính xác rồi đó. Bây giờ hai người còn lại nè, mời chị thêm ý. Bé Yến ơi, khi mà bé Yến vô câu vòng cổ đó thì chị Mỹ nhận ra
cái rơ ca của chị Phượng Hằng. Chị Mỹ nhận ra, không biết quý vị có thấy đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi. Chính xác, dạ. À, em Dương, trời ơi, sao không tưởng tượng luôn cũng dạ. Ghét quá à. Phải nói là vừa cất giọng lên là chị Mỹ ngồi không được, phải đứng luôn. Giống gì mà giống dễ sợ. Từ cái diễn, từ cái đưa tay đồ này kia nọ, diễn cũng giống chị Thanh Kim Huệ luôn hả anh chị ha? Giống gì mà giống dữ vậy? Bộ coi chị Huệ nhiều lắm hả? Dạ thì con cũng xin chia sẻ luôn là con sinh ra đó, con không được may mắn như mọi người. Thì lúc nhỏ là mắt con đã bị mù hoàn toàn. Con nghe cô hát đi hát lại. Rồi khi mà con thấy được ánh sáng á, cái con cũng có hát bập bẹ bập bẹ. Cái nhiều cô chú nói á, là con hát cái tiếng rất giống cô Thanh Kim Huệ, con nên hát vọng cổ đi. Rồi cái con hát từ từ nghe cô hát từ từ rồi cái thấm vô máu, hồi nào con cũng không hay. Con đứng trên sân khấu này, đây là lần đầu tiên của con phải không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu lớn như vậy, cũng lung lắm. Cái cưng dễ sợ nói chưa? Nói cái tiếng trả lời cũng y chang chị Huệ à. Ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ với cái phần hóa thân này. Khi mà đèn còn tắt nha, các bạn kia hát, bạn này vẫn diễn say mê, vẫn đắm đuối. Vẫn đắm đuối mặc dù không ai thấy mặt mình cả. Lấy cảm xúc vẫn đắm đuối. Và mình thấy rằng cái tình yêu nghề của bạn rất là mãnh liệt. Dạ, đó là cái phần dự đoán của hai vị giám khảo về bốn bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Một tràng pháo tay dành cho hai vị giám khảo Thanh Thằng và Tài Mỹ. Bây giờ thì em nhờ anh Kim Tử Long phân tích nhiều hơn một tí cho các bạn, để các bạn có thể thấy rõ rằng là mình còn thiếu sót cái điểm gì, hoặc là cái điểm nào mà các bạn đã làm được để tiếp tục phát huy. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Trước tiên là cho Kim Tử Long chào bốn thí sinh, và cho Kim Tử Long được nói cái người nhỏ tuổi nhất, Hồng Yến. Con là một giọng hát hiếm, con là một nhân tố rất đẹp cho sân khấu cải lương, về sắc vóc, về khuôn mặt. Và hôm nay con thể hiện Phượng Hằng á, thì là chú nhìn con giống như Phượng Hằng cách nay khoảng chừng 30 năm về trước. Phượng Hằng cũng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, tóc cũng để như vậy, mặt mày cũng như vậy đó. Rất 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 là giống Phượng Hằng ngày xưa, hồi lúc còn nhỏ. Còn giọng của con, như khi con cất giọng lên thì vô giọng cổ đó, nghe nó có những chữ giống Phượng Hằng. Nhưng cái chất của con không phải là 100% là cô Phượng Hằng. Nếu như con được lọt vào vòng trong thì con hãy nghe kỹ cô Phượng Hằng hơn. Anh Quang, tôi nói thiệt, tôi ái mộ, tôi cũng thần tượng Minh Phụng lắm, mà tôi không ngờ anh sao mà anh ca giống Minh Phụng quá trời quá đất. Còn với lại Nhân á, thì hôm nay thì anh không biết là em có sức khỏe em như thế nào, nhưng mà là em hát với giọng Minh Dương thì cũng chưa có phải là giống. Nó có một cái chất giọng riêng của em. Chứ còn nếu mà nói giống về chú Hai Minh Dương thì nó chỉ mới có được khoảng chừng 50% thôi. Dương ơi, anh rất là ngưỡng mộ em. Nha, rất là ngưỡng mộ em. Thứ nhất anh ngưỡng mộ em là tâm hồn em rất lãng mạn. Lãng mạn đây không phải là lãng mạn về tình cảm, mà lãng mạn trong nghệ thuật. Là trong bóng đêm em vẫn diễn, mà em diễn một cách gọi là say mê đó. Không có cần biết là xung quanh mình là ai cả. Sâu luôn. Mình chỉ biết rằng mình đang thả hồn vào cảm xúc lãng mạn của một cái bài hát. Đó là cái điểm mà cần nhất của một người nghệ sĩ mà em đang có. Rồi anh chúc mừng em là em có một cái làn hơi giống như chị Thanh Kim Huệ. Nếu như em vào vòng trong nữa, hãy cố gắng lên, ngọt hơn, mềm hơn. Một cái nữa là anh nhắc cho em, chị Thanh Kim Huệ chỉ có xuống cái như nãy của em giọng cổ. Chị Thanh Kim Huệ ít có như vậy lắm. Lâu lâu mới có một lần chỉ ca được như vậy thôi. Chứ còn thường là chỉ ca xuống giọng cổ ngọt thôi, chỉ có quặn xuống cái đó, mà nãy em có quặn. Cái quặn là cái gì, anh Long có thể nói rõ hơn cho bạn hiểu cũng như là khán giả hiểu không ạ? Cái cầu đi xuống đó. Và bây giờ Dương hát lại cái câu giọng cổ đó thôi, để mình có thể hiểu rõ hơn những cái lời phân tích của giám khảo Kim Tử Long, để mình rút kinh nghiệm nha. Dạ con xin phép hát nha. Đó, trời ơi, nó dễ thương gì đó. Trời đông bông tuyết rơi rơi, ta nghe trong gió từng lời thương nhớ. Đúng rồi đó, tiếp. Nói lòng một kẻ tha hương, nhìn bông tuyết rụng mà ngỡ như mưa ở quê nhà. Đó, phải. Quê cũng có như vậy nha. Thì lâu lâu thôi à. Lâu lâu. 10 bài á thì chỉ mới có một câu như vậy thôi.
Còn cái chính của chị á là không có cao quặng như vậy. Thì chính vì Dương nó tìm được 10 bài mà có một bài Dương nó mới lấy cái mà bài em nói đó anh nghe. Thiệt, đúng không? Cái quặng đó mới là khó đó. Dạ. Nhưng mà anh mong rằng em vào trong đó em phải lấy những cái gì chính của chị. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã có những lời nhận xét và những lời góp ý cho các thí sinh của chúng ta ngay vòng thi đầu tiên này. Giờ 4 thí sinh mình còn rung không? Dạ hết rung rồi. Yến sao nè con? Dạ còn. Vẫn còn luôn hả? Bây giờ phải làm sao cho con hết rung? Cho con đi vô. Cho con vô. Cho con vô bên trong á, phải không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ dành cho các thí sinh một vài phút để họ chuẩn bị cho cái phần thi quan trọng tiếp theo là cái phần song ca nha. Mời các bạn. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dân, giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng Dương giả mơ màng. Gió đồng ngàn lao của xào xạc, Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Giống quá. Lòng quân Dương bỗng nghe xung động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc, người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cành gốc thạch bàn, con cua cái thì nằm lộn gió trong hang, còn con cua đực thì ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc xa đi tìm mồi đỡ đói. Trường giang giạc vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, cũng chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy gian sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn, thôi thì khá chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang hòa thoát khỏi nạn binh đau. Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn Thăng Long sắp mất, quy danh sắp tàn, đời ta nát tan. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát, để dùi chôn
thi thể ba quân cho thật sương kia khỏi phải bị ngó trăm lần nó chà đạp dậy mưa. Một sớm ngai vàng dẫn thanh quân thần dân nổi dậy chiếm cung hoàng cháu ơi thánh thượng vô tâm qua bốn chục năm rồi không viên thăm ngài tiếp được tấn dương viên thăm nhỏ ơn mưa mốc thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối. Bằng cung ngăn chăn gối ở hững hờ rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua nghe tân dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu trời ơi tiếp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ giáng lại xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán tâm người xưa cảnh cù tân dương bảo người xưa chính là trầm đô hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chờ tình giấc mơ một cơn gió lọt vào trong cung lâm bốn bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây mình có đoán ra được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng đó sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, ví dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe.
Giống như là mình đi hát với nhau á, phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú đánh đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À, hồi nãy thấy ban nhạc cũng đổ mồ hôi đó. Dạ, tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. An dạ. Giang. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Sơn Tùng, em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À, em ở Bạc Liêu, cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À, em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc bé bé bồng bông không hả? Nhưng mà em mê cái lương. Mê cái lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè. Cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát của buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép, nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Là còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn cho anh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cộng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát cách trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? À? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á. Chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát, chứ không phải là Bình Trọng hát. Giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng, ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết trơn. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu. À. Hiền thì cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều. Mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến, mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận ra anh ca giống anh hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền. Rồi, anh hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khang tiếng phải không? Khang tiếng chút xíu, nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khang tiếng nữa, nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa, để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây, để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha.
Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Ở đây 4 thí sinh giống như là mình trình làng, mình chào sân với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Ở phần thi này chúng ta sẽ chia 4 thí sinh thành 2 cặp và họ sẽ trình bày những cái phần song ca, có thể là một trích đoạn hoặc có thể đó là một bài tân cổ giao duyên. Tất cả quý vị khán giả hãy luôn dành cho họ những lời động viên cũng như là những tràng vỗ tay nồng nhiệt để khích lệ tinh thần ạ. À. Bao đêm rồi ta nhớ dân trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu, bốn bề giá lạnh mà dần trăng khuya vẫn khuất vàng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng in bóng dưới chân cầu, để ôm ấp một mảnh hồn quang dài, đợi chờ hoài mà có thấy trăng đâu. Ta cất giọng cười mà là cha dòng châu, nước mắt tuôn rơi pha lần nước sông dài. Ta tương chừng vừa nhấp cạn chén men cay, để hồn nắng hoài rồi nửa say nửa tình lê. Mất trăng rồi là mất cả buồn thơ. Trăng vàng ơi khuất nẻo vô biên, ta nghe như đất lở trời nghiêng. Gió lướt thước đưa hồn qua ngõ vắng, trăng khuất lâu rồi sao ta vẫn còn đi. Đình tiền lưu đắc nhất chi may, ta bỗng dưng thèm khát dĩ men cay, uống từng ngụm cho say đừng tình nữa. Hãy rót đi, hãy rót đi, ta đang chờ em đó. Rượu cạn rồi ta nằm giữa tha ma, đừng cho mình sâu kiếp đau thương, cười nhận thế nay dời mây đôi. Đâu đây khói lửa chưa tàn, thiếu ánh trăng vàng
đất ta vẫn còn yên. Hay quá hay. Cảm nhận của các vị giám khảo như thế nào ạ? Long kìa. Gì? Long kìa. Sao bác xê qua tôi hoài vậy? Không biết sao mà ngồi cứ vậy hoài là sao? Xuyết xoa. Xuyết xoa hoài là sao? Ở đây Kim Tử Long muốn nói với giọng hát của Nguyễn Quang á, là đã có sẵn cái âm và giọng của anh Minh Cảnh rồi. Chỉ còn có một cái điều mà vẫn còn chưa như sư phụ. Đó là mình vẫn còn ca cứng. Tuần trước Long có nói đó, nếu như mềm hơn nữa, nhẹ hơn nữa và cái độ rung nhiều hơn chút xíu nữa thì sẽ là một Minh Cảnh hai. Còn hiện thời bây giờ là Nguyễn Quang vẫn ca là một giọng hát nghe âm là Minh Cảnh, vẫn nghe là ừ, trời ơi, Nguyễn Quang ca giống Minh Cảnh quá. Anh đang nói là bây giờ là Nguyễn Quang đang giống tới 90% rồi. Nhưng mà để mà giống như anh Minh Cảnh nữa thì từ nãy giờ Long nói giống như cái bài vừa rồi đó, nghe thì nó ok đó, xuống giọng cổ hơi hụt ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là nó chưa có mềm lắm, nó điệu chút xíu nữa, nó ngân nga chút xíu nữa là Minh Cảnh luôn. Yeah. Nhưng đối với chị thì theo như chị nghĩ á, là Nguyễn Quang có một cái đặc biệt, cái hay này là coi như bẩm sinh thì trời đã ban cho em có một cái chất âm, cái âm giọng của em có na ná giống anh hai Minh Cảnh rồi. Yeah. Mà cái cách xử lý của các em ca thì em có thần tượng cho nên em ca rất là giống. Nhưng mà chị nghĩ rằng là em được một cái mà gọi là chị khen em á, là em ca em không có gò bó. Nhưng mà chị hai nên quên rằng đây là nghệ sĩ thần tượng. Mình phải làm sao cho giống thần tượng mình nhất. Tuyệt đối luôn ạ. Tuyệt đối. Còn để mà ban giám khảo vẫn còn soi ra những cái mà mình chưa giống thì là vẫn chưa điểm 100. Đây. Ở đây là chúng ta phải làm sao càng giống thì càng vào trong nhiều hơn. Chị muốn nói như thế là để chị phân tách ra, để cho Quang nhớ rằng mình đang tham gia chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Cho nên em phải dù gì đi nữa nhưng mà em cũng phải có ráng cố gắng phải cho giống hơn nữa. Đừng có nghĩ rằng là mình sẽ có một cái riêng của mình. Càng giống nhiều chừng nào càng tốt nhiều chừng đấy. Dạ, cho anh nói một câu nữa. Tại sao anh muốn nói em vậy? Em đang là một thí sinh đáng gườm nhất trong chương trình này. Anh nói gì? Ví dụ như là em ca giống rồi, nhưng mà cái cách biểu diễn của em vẫn chưa có thể giống như anh Minh Cảnh. Anh Minh Cảnh khi mà anh đứng lên sân khấu là không bao giờ anh đứng như em. Anh Anh sẽ cầm micro và anh đứng. Cái tướng của Minh Cảnh nó hơi như vậy đó. Thì ở đây anh muốn nói là thần tượng là mình phải làm sao từ mặt mày, dốc dáng, cách cầm micro, biểu cảm và cách ca càng giống bao nhiêu thì mình mới là quán quân của chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long ạ. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ các anh chị góp ý cho em và anh Long cũng nói á, là em đã giống 95% rồi. Bây giờ còn lại 5% thôi. Mà 5% đó là cái gì? Là cái điệu và cái mềm. Mà hồi nãy em ca đó có những cái em dướng người lên á. Em dướng người lên đó là em gì? Có thấy sư phụ em mà mỗi lần hát mà những chương trình em có để ý dốc dáng của sư phụ em không? Có. Đó. Em chưa được. Dạ. Đó thì em làm sao mà em giống được cái đó? Chỉ trong chương trình này thôi nha. Dạ. Đó, nhưng mà hồi nãy chị có nói với Long dướng người lên rồi kìa, giống rồi kìa. Nhưng mà anh Long nói là còn thương chút. Có nghĩa là chú hai á thì hơi tròn em ốm. Đó cho nên là em cố gắng em làm sao cho giống hơn một chút xíu nữa thôi. Vậy bữa sau độn người vô được không chị? Chắc độn. Cho nên là độn này kia vô. Ráng điệu lên thôi. Chứ còn cách ca nè, cách xử lý nè, sắp nghiệp nè, coi như là em hoàn hảo rồi đó. Em chỉ còn 5% nó quá ít. Cái đó thêm chút xíu vô đi cưng. Dạ. Thêm chút xíu muối vô nha. Dạ, nếu như mà vào vòng trong, bởi vì chúng ta vẫn còn những cái vòng thi khác của chương trình này, và nếu vòng trong nữa thì hy vọng rằng bạn sẽ đạt luôn 5% còn lại như các vị giám khảo đã nhắc nhở nha. Cảm ơn các vị giám khảo. Dạ. Và chúc mừng cảm em. Cảm ơn giám khảo. Dạ.